Từ thời xưa xửa xưa xưa, thế giới đã luôn tồn tại những hiện tượng tâm linh kỳ quái khiến con người phải khiếp sợ. Nhưng đâu đó vẫn tồn tại những cá thể có những siêu năng lực tâm linh xuất hiện để đánh bại chúng. Họ được gọi là các linh lực giả. Đây là Mob, tên khai sinh của Shigeo Kageyama. Tuy học hành thì như cức và khả năng vận động cũng tương đương, nhưng Mob lại sở hữu sức mạnh tâm linh cực kỳ ghê gớm. Và cậu dùng nó trong công việc làm thêm của mình ở văn phòng của Arataka Reigen. Một gã luôn tỏ vẻ mình là siêu linh lực gia, nhưng thực chất gã chả có năng lực gì. Gặp yêu ma quỷ quái là đùn hết cho Mob, rồi lừa phỉnh cậu để khỏi phải trả lương cao. Hôm nay Reigen và Mob nhận được một ủy thác, giải quyết các ác linh trong một đường hầm nơi từng xảy ra một vụ tai nạn tập thể dẫn đến cái chết của 20 người. Vừa mới tới nơi, Mob đã cảm nhận được linh lực cực mạnh tỏa ra từ bên trong. Trong hang hẳn phải có nhiều oan hồn hơn phòng tắm của tôi. Ngay khi cả hai thầy trò vào trong, họ đã bị một đám ác linh bao vây. Ngay lập tức, Reigen bảo cu đệ ra tay diệt đám bâu nhau này. Còn gã thì giả vờ bình tĩnh bước đi. Ai ngờ lại đụng luôn vào chùm ác linh ở đây. Ác linh dân tổ. Sinh thời con vong này là đội trưởng băng tổ lái phái đua xe. Trong khi cùng đoàn đi qua căn hầm, một khứa bị trượt vỏ chuối dẫn đến tai nạn liên hoàn. Từ đó hắn thành tà linh ám trốn này. Reigen biết phải dốc hết sức, bèn tung skill học trò tao lo hết và thiêu đốt con ác linh, biến nó thành một con ma chibi. Nhưng ma tổ lái lại tiết lộ nó chỉ đang chạy KPI để phục vụ ác linh khác đáng sợ hơn đang ở sâu bên trong hang. Con ác linh đó đáng sợ thật, nó xuất hiện cái là nuốt luôn Mob. Nhưng nước cờ này liều quá, Mob từ trong bụng nó phóng thích sức mạnh tiêu diệt con trùm. Ma chibi cùng anh em đã được giải thoát và có thể nhẹ nhõm mà đi đầu thai. Tuy nắm trong tay quyền năng to lớn, nhưng cuộc sống của Mob lại vô cùng nhàm chán. Trong khi bạn bè cùng trang lứa đang tận hưởng thanh xuân các kiểu khác nhau, thì Mob lại phải nai lưng ra gánh việc. Trong nhiệm vụ lần này, hai thầy trò sẽ phải cải trang thành nữ để giải quyết một sự vụ tâm linh tại trường nữ sinh. Nhưng do bị nghi ngờ là biến thái nên Reigen bị giữ lại. Chỉ còn lại Mob phải tự mình hành động. Theo thông tin mà khách hàng cung cấp, thì ngôi trường này thường xuyên xảy ra những hiện tượng kỳ dị. Họ đã báo cho ban giám hiệu nhưng không được giải quyết, nên quyết định thuê một văn phòng tâm linh giá rẻ để trừ tà. Ban đầu khách cũng hoài nghi Mob, nhưng đã lỡ trả tiền trước rồi nên đành bấm bục. Sau một hồi lần theo tàn uế để lại, Mob đã dồn ép con ác linh vào bên trong nhà thể dục. Nó chó củng rất rộng, định ăn tươi nuốt sống Mob. Nhưng chỉ trong vài chiêu cơ bản, Mob đã giải quyết xong cái vòng đó. Tuy nhiên, việc thanh tẩy nó ở trường đã gợi lại những suy nghĩ của cậu về việc tận hưởng thanh xuân của mình. Mob thực tế vẫn được chào mời vào câu lạc bộ. Cậu được tổ đội tâm linh mời gia nhập. Dù mục đích tuyển đầu nấm vào chỉ là để cho đủ người, nhằm thoát khỏi việc bị thanh trừng, nhường phòng cho câu lạc bộ gym. Nhận thấy việc tham gia đội tâm linh tuy đúng chuyên ngành nhưng sai nguyện vọng của bản thân, nên Mob quyết định xin gia nhập đội gym để sở hữu body ngực tấn công mông phòng thủ, và xa hơn là hoàn thành ước mơ tay trong tay với Crush. Ý đồ thì ổn nhưng thực tế thì không. Chạy được chục mét là Mob hết mana rồi. Đang sầu vì kế hoạch đi lệch hướng thì Mob gặp Harley Quinn. Sau khi nắm thóp được nỗi suy của đầu nấm, bà ta đưa cậu đến căn cứ giáo hội hi hi ha ha của mình với lời cam đoan được phát người yêu. Nghe phê phết nhỉ. Nhưng khi vào đến nơi thì chả có cái mẹ gì ngoài mấy ông bà cười như sảng. Nghe tên giáo chủ bốc phét là ai đeo mặt nạ cười đều sẽ trở thành chốc cơ. Hai người đầu thì được, còn đến Mob thì không. Cậu xinh chán, thả về mẹ xem MU đá còn nhếch được cái mép. Không thể để mất uy tín, tên giáo chủ gạ Mob làm 3 game đấu với 3 hề chúa của giáo hội bằng hình thức cùng uống sữa. Ai bật cười trước thì người đấy thua. 3 game trôi nhanh như một cơn gió, Mob win trắng trận. Trước tình hình đó, tên giáo chủ buộc phải ra tay. Đến lần này thì đầu nấm thua, nhưng không phải là thua vì khả năng tấu hề của địch, mà là bởi sữa của cậu có gì đó lạ lắm. Bực mình vì bị chơi khăm, Mob kích hoạt linh lực, vô tình lại giải cơn ngáo cười cho tất cả mọi người. Nhận thấy sự khác lạ, tên giáo chủ cũng kích hoạt linh lực để tái kiểm soát tín đồ, rồi dồn cơ đít thít cơ mông, vận công để kích hoạt dây thần kinh cười của Mob, nhưng cũng bó tay trước cu này. Sau khi nghe vài lời tự tình của đầu nấm, tên giáo chủ mới nhận ra vấn đề. Hắn múa mõm cho rằng Mob là một thằng đã xấu còn vô cảm, không được yêu là đúng. Từng câu chữ từ mồm gã nhổ ra đã va chạm cực mạnh vào lòng tự ái của Mob, khiến linh lực của cậu tăng vùn vụt. Cảm nhận được khối sức mạnh khổng lồ đó, tên giáo chủ hiện nguyên hình trở lại thành một ác linh, rồi sai toàn bộ tín đồ khống chế Mob, cứ tưởng là dễ ăn. Ai ngờ lúc này đầu nấm lại chạm đến mắc sức mạnh. Tuy đã cố gắng tấn công đủ loại kiểu cách, nhưng ác linh vẫn chẳng thể chạm được vào lông chân của Mob. Dù đã vận toàn bộ độc chiêu mình có, nhưng nó vẫn không thoát khỏi cái kết đắng. Sau khi con ác linh bị bay màu, toàn thể tín đồ đã trở lại cuộc sống bình thường. Còn cuộc sống của Mob có thêm một cái đuôi mang tên Má Lúm, aka con ác linh giáo chủ bữa trước. Giờ đã lâm vào đường cùng nên nó cầu xin được một cơ hội để trở về con đường chính đạo. Nghe cũng xuôi nhĩ, Mob tạm tha để xin ý kiến sư phụ, mà không hề hay biết Má Lúm đang ủ mưu chiếm đoạt thân xác của cậu. Reigen sau khi nghe chuyện của Mob kể thì cho rằng ác linh này quá hạ cấp, đến độ cặp thần nhãn của anh ngó không thấy, nên cho Mob toàn quyền quyết định. Nhờ thế mà Má Lúm đã được tha dù hơi ức mấy ngày hôm sau. Mob phát hiện ra trong tủ đồ của mình có một bức thư tình. Tuy bức thư vô cùng đáng nghi, từ cách viết đậm chất đàn ông đến chính tả sai lè tè,
nhưng cậu vẫn tin rằng destiny của mình đã tới. Vậy nên bất chấp lời khuyên của má lúm, Mop vẫn quyết tới điểm hẹn. Ai ngờ đâu khi đến nơi, người chờ đợi cậu lại là đám cô hồn của trường giấm đen. Và cái kết là cu cậu bị tóm gọn. Thực tế thì đây là âm mưu của cô đồn, một giang lách tại trường Mop đang học, sau khi bị Teruki Hanazawa, đại ca ngầm của trường giấm đen, đập cho tan tác chim muông. Cậu ta đã đến tìm tổ đội Jim hòng xin viện trợ, nhưng đã bị từ chối thẳng thừng. Trong lúc túng quẫn, cô hồn đã ngó thấy Mop nhìn nom có vẻ đần, nên đã quyết định lợi dụng cu cậu để làm mồi câu, hòng lùa hội Jim đến đập đám trường giấm đen. Và âm mưu đó đã thành công. Sau khi hay tin thằng em bị tóm, các Jim mờ đã kéo tới đập cho đám kia vài trận túi bụi. Nhưng thế trận lại bất ngờ đảo chiều khi Teruki đến. Khứa này cũng là một linh lực gia bẩm sinh, nên chỉ cần vận chút năng lực là đã có thể hạ đẹp cả đám Jimmer rồi. Thấy tình hình hơi căng, cô đồn cũng góp vui, nhưng rồi cũng bị hành ngập mặt. Cứ tưởng đã end game xong xuôi thì Teruki phát hiện ra vẫn còn một thằng còn đứng vững, đã thế còn biết dùng linh lực để cởi trói. Chứng kiến sự việc xảy ra, khứa đầu nấm kịch liệt phản đối siêu năng dùng để đánh người. Tuy hơi bất ngờ vì được gặp một hàng tự nhiên như mình, nhưng vì muốn thể hiện quyền uy, Teruki liền bật linh lực ra đòn về phía Mop. Đòn nhìn thì ghê như mỗi tội phế, thấy địch căng, Teruki tăng thêm linh lực để tung chiêu ném đá giấu tay, nhưng chưa đủ đô để đục được phòng tuyến của Mop. Bất chấp địch luôn thèm khát tẩn mình, đầu nấm vẫn tâm niệm lời thầy dạy rằng sức mạnh càng cao thì trách nhiệm càng lớn, tuyệt đối không được dùng nó để hại người. Vậy nên cậu quyết định không đánh trả, không muốn biến mình thành nô lệ của siêu sức mạnh. Tư duy này hoàn toàn đi ngược với Teruki. Cậu ta muốn chứng tỏ mình chí tôn hơn người, nên cách để khẳng định điều ấy chỉ có thể là hủy diệt một kẻ như mình mà thôi, không thể để xác mới bị tàn tạ được. Má lúm đánh ra tay ngăn chặn, hắn ta biến đổi về dạng cơ bắp nhưng bị đánh tan trong một nốt nhạc. Chứng kiến người anh em mới quen bị thanh tẩy, Mop bỗng nhớ lại những ký ức đẹp đẽ của cả hai. Tuy có hơi buồn nhưng đầu nấm kìm nén được. Chứng kiến bộ mặt tỉnh queo của đối thủ lại còn bị giao giảng đạo lý, khiến Teruki phát điên, bùng nổ linh lực, rồi tung ra một combo đòn đầy uy lực khiến cho Mop văng xa cả trượng. Những đòn tấn công tâm linh của Teruki càng lúc càng căng. Khứa này còn bày đặt chơi dao, nhưng cậu ta không muốn đổ sát đối thủ, mà chỉ muốn đầu nấm chiến một trận thẳng thắn mà thôi. Trong một nỗ lực đỡ đòn của Mop, một con dao vô tình phản lại, xém phăng bộ tóc của Teruki. Đã cay lại còn nhục, Teruki quả này chơi tất tay với Mop. Cậu ta biến cả vạt thành một cây linh kiếm, rồi lao đến chém tới tấp nhưng vẫn vô hiệu. Hết chơi siêu năng giờ đấu mõm, Teruki cứ nhất nhất chúng sinh bình đẳng, hắn thượng đẳng, còn Mop cố thể hiện tư duy con người như nhau. Đã thế còn chỉ trích ngược lại Teruki, khiến cậu ta càng thêm tức giận, máu điên chi phối suy nghĩ. Teruki lao đến massage cổ cực mạnh cho Mop, bắt đầu nấm phải dùng siêu năng lực. Nhưng cậu nhất quyết không là không. Trong quá khứ đã từng có một lần Mop dùng siêu năng lực của mình để đánh bại đám bắt nạt bảo vệ em trai. Nhưng khi bình tâm trở lại, cậu mới nhận ra không chỉ đám bắt nạt mà chính em trai cậu cũng bị thương. Vậy nên Mop càng khao khát thay đổi bản thân để tìm ra bản ngã khác của mình. Sức chịu đựng của Mop đã đạt đến giới hạn, cậu gục xuống như một con búp bê đứt dây. Trận đấu va chạm tư tưởng này có như huề khi không ai tác động được ai. Nhưng ở phút 90 đã xảy ra biến cố. Trong quá trình gắng gượng trước Teruki, sức mạnh của Mop đã không ngừng tăng lên, và giờ đây nó đã đạt đến ngưỡng không thể nào đo đếm. Bằng sức mạnh ngoài vòng kiểm soát này, cậu đã vô tình làm bay màu cả ngôi trường và cả Teruki nữa. Cũng may là vụ này còn cứu được. Sau khi tỉnh táo lại, Mop đã cố gắng sửa lại lỗi lầm của mình, nhờ thế mà ngôi trường được khôi phục. Teruki cũng quay trở lại kèm theo phiên bản tâm đã tịnh và tính hết ngang. Cậu ta hứa rằng sẽ không dùng sức mạnh để hại người nữa. Cuộc chiến đã kết thúc, mọi thứ đã ổn, nhưng với Mop lại mất đi mãi mãi anh bạn má lúm. Sự kiện xảy ra tại trường giấm đen đã được ghi nhận và đăng lên TV. Em trai của Mop, Ritsu Kageyama, nhận ra anh trai chính là tác giả. Trái ngược với Mop, Ritsu xuất sắc ở mọi khía cạnh, mỗi tội là méo có siêu năng lực, và điều này luôn khiến cậu phiền lòng. Một ngày sau biến cố, cô đồn đã gặp mặt và xin lỗi Mop. Tuy nhiên hành động của khứa này nhìn hơi quá khích, khiến Ritsu vô tình trông thấy, đã nghĩ rằng cậu ta đang bắt nạt anh trai mình, nên trong cuộc họp với đội cờ đỏ, cậu đã đề xuất với hội trưởng lên kế hoạch thanh tẩy đám ô hợp trong trường. Ý tưởng đó được thông qua, và vài ngày sau đối tượng đầu tiên đã được xác định. Hội trưởng triệu gọi Ritsu đến trường sớm, mục đích là thực hiện chiến lược gắp lửa bỏ tay người. Anh ta đem sáo của các bạn nữ rồi tháo tung tất cả, sau đó vứt xác vào trong ngăn bàn của cô đồn. Tuy ban đầu cậu phản đối, nhưng sau cùng đây là chiến lược cậu dựng nên, phóng lao đành phải theo lao thôi. Màn kịch đã được setup xong, mọi sự nghi ngờ đều được tên hội trưởng điều tiết, sao cho hướng thẳng đến vị trí của cô đồn. Thêm những quả bằng chứng quá rõ ràng thì cậu chàng này hết chối cãi. Ngay cả cô gái thân với cô đồn hồi nhỏ cũng quăng cho cậu một ánh nhìn miệt thị. Tuy kế hoạch thành công, nhưng Ritsu lại bủa vây trong cảm giác tội lỗi. Tuy nhiên cậu đâu biết rằng đây chính là chìa khóa để cậu mở ra năng lực ngoại cảm của bản thân. Minh chứng là cậu đã có thể nhìn thấy má lúm. Con vong đã tự tái sinh từ hư vô, nhưng linh lực suy hơn trước nhiều. Tuy còn ít nhưng cũng đủ để nó cảm nhận được sức mạnh thức tỉnh của Ritsu. Sau khi cho cậu tận mắt thấy khả năng của bản thân, má lúm đưa một offer cộng tác nhằm giúp Ritsu vượt qua anh mình.
Nhân lúc Guemov không để ý, Ma Lúm đã sử dụng thuật nhập xác. Mỗi tội linh lực đã quá cạn kiệt, khiến hắn chẳng thể điều khiển được cơ thể này. Tuy nhiên, việc nhập xác không hẳn là vô dụng. Nhờ Ma Lúm điều hòa bên trong, nên Ritsu đã có thể kiểm soát được linh lực kể từ ngày mở ấn siêu năng. Em trai Mob không coi ai ra gì, sẵn sàng đụng chân đụng tay bất cứ lúc nào. Cảm giác phê pha chiến thắng này thì có Teruki là rõ nhất. Sau khi được Mob cảm hóa, cậu đã thay đổi từ tâm đến tóc, nên khi thấy Khứa y như mình hồi trước, Teruki ngỏ ý khuyên cậu dừng việc này lại. Ngựa non thì háu đá. Ritsu chưa kịp show ra năng lực thì đã bị Teruki dạy cho biết sức mạnh thực sự là dư lào. Hên là có cơn gió ngang qua, buộc Teruki phải giữ tóc giả, nên Ritsu có cơ hội xôi xéo. Ở một diễn biến khác, sau sự kiện đại ca ngầm ở trường giấm đen bị đả bại, giới giang hồ cấp 2 được một phen dậy sóng. Chúng đồn thổi nhau về một gã bặm trợn với cái nickname là Bạch Độc, tiếng đồn dần lan rộng. Các băng đảng trường học bắt đầu dục dịch cho một cuộc chiến nhắm vào Bạch Độc. Nhưng cụ thể nhân dạng địch như nào thì chẳng ai biết. Và kẻ khiêu chiến đầu tiên đã đến. Nhìn thì có vẻ gớm đấy, nhưng rồi cũng bị Ritsu hạ một cách dễ dàng. Quýt làm cam chịu, hội trưởng bị hiểu nhầm là Bạch Độc nên bị một trận như xương. Mỗi ngày cậu ta đều bị đập đều như ăn cơm. Kể ra cu này cũng tội, cậu ta ở trường thì ghê gớm là thế, nhưng luôn bị gia đình khinh miệt. Bất quá nên mới xả xì chét vào đám côn đồ trong trường. Sau khi bị tẩn dăm trận thì cu này đã ngoan. Đó cũng là âm mưu của Ritsu để dọn rác thực sự của trường. Tiếp theo đó là phiên cậu xử đẹp đám côn đồ trường khác, nên đã tổ chức một trận tập thể mà không hề biết rằng có một kẻ đang lén theo dõi và đang âm mưu bắt sống cậu. Sau khi cho Ma Lúm nhập xác, Ritsu liên tục dùng linh lực đập cho tất cả một trận ra tấm ra món. Trước đó Teruki đã hóng được biến nên đã đi báo cho Mob biết. Khi đến nơi, đầu nấm đã tận mắt nhìn thấy em mình giữa đám người ngổn ngang. Cậu gặng hỏi tại sao cô em mình lại làm ra chuyện này. Ritsu lúc này mới trải lòng về nỗi sợ thua kém trước anh trai, về nỗ lực không ngừng để ăn lóc năng lực. Và lúc này khi đã có trong tay, cậu sẽ không ngán anh mình nữa. Nhưng Mob vẫn tin cô em đang nói dối, họ là anh em nên chẳng bao giờ đấu đá lại nhau. Nói xong cậu còn cúi mình trước đám côn đồ để cầu xin chúng hãy lượng thứ cho thằng em này được đà lấn tới. Đám du thủ du thực đòi Mob quỳ xuống cầu xin, cậu cũng quỳ, nhưng như thế vẫn là chưa đủ với chúng. Đám này còn định bem luôn Mob cho bão tức, nhưng mọi chuyện bị cắt ngang khi bất ngờ kẻ theo dõi lao xuống tấn công Ritsu. Sở dĩ hắn ta nắm được thông tin về cậu là qua một phòng thí nghiệm chuyên phát triển năng lực siêu nhiên, nơi mà Ritsu đang tham gia hoạt động. Ngoài em trai Mob ra thì ở đây còn có một vài linh lực gia khác cũng bị đồng đội của tên kia bắt giữ. Trở lại với tình hình cuộc chiến, đám côn đồ không ưng việc hắn chiếm con mồi nên nhất tể định lao lên ăn, đến bao nhiêu là bị đập, mà không đến cũng đập. Dằm 30 thằng trẻ trâu nhót không đủ tuổi để tên linh lực ra vui chơi. Sau khi ăn nói nhỏ nhẹ mà địch vẫn không nghe, còn tặng một quả đấm đi kèm, Mob đã bật chế độ nghiêm túc ra đòn tấn công nhằm ngăn tên kia bắt Ritsu đi. Nhưng gã lạ mặt kia, tạm gọi là đầu màu gà đấy, cũng không phải là dạng vừa. Hắn dồn linh lực vào tay để gia cố sức mạnh nắm đấm, rồi liên tục ra combo đòn. Ngay cả tường chắn linh lực của Mob cũng vô hiệu, những cú đòn ngày một gia tăng. Chứng kiến anh mình bị cho giá bã, Ritsu thương lắm, bèn ra tay tương trợ. Nhưng tay mơ gặp rank thách đấu, chỉ vài đòn cơ bản gã đã cho cậu nằm bẹp dí. Trước tình hình đó, Mob đã không kiềm chế được nữa mà bật chế độ hủy diệt. Giờ đây đầu nấm đã ao trình hoàn toàn, đập cho gã lên trời xuống đất. Tưởng chừng như mọi chuyện đã kết thúc sau combo hủy diệt đó, thì đầu màu gà lại quay lại chơi lén. Tưởng là ăn được, ai ngờ lại thêm một combo hành 7 món nữa. Nhận thấy bản thân không thể solo linh lực, đầu màu gà bèn dở cho bẩn, phịt thuốc khiến cho Mob bất tỉnh. Vì đã để lộ danh tính nên đầu màu gà tính diệt khẩu đám côn đồ. Nhưng đâu ngờ Mob lại bật dậy, khiến hắn hoảng mà vội bắt lấy Ritsu rồi chim cút. Thực ra Mob vẫn bất tỉnh, chỉ là Teruki đã dùng linh lực để dựng cậu dậy mà thôi. Sau khi đầu nấm tỉnh dậy, Teruki bắt đầu kể cho thằng bạn về tổ chức đã bắt cóc Ritsu. Chúng có tên là Claw, nơi tụ tập của những kẻ siêu năng điên rồ đang âm mưu thay đổi thế giới. Tổ chức này tiến hành bắt cóc các linh lực da trẻ rồi tẩy não nhằm tạo lực lượng quân đội. Tuy chất lượng không bằng siêu năng tự nhiên, nhưng với số lượng áp đảo, chúng hoàn toàn có thể đè bẹp Mob lẫn Teruki. Nghe có vẻ khó, nhưng Mob vẫn nhất là phải đi cứu em trai. Teruki muốn ngăn Mob lại, nhưng trước thái độ đó của thằng bạn, cậu cũng từ bỏ ý định mà ra tay giúp đỡ. Để tìm thêm lý do vì sao Ritsu bị nhắm đến, Ma Lúm đề xuất dẫn đường cho hai cu đến phòng nghiên cứu phát triển siêu năng. May mắn là ông chủ ở đây vẫn chưa bị bế đi. Ngọn nguồn lý do là bởi ông chú này nhầm lẫn giữa hai anh em Mob mà thôi. Không có bất cứ thông tin gì về Claw, cả đội đang loay hoay chưa tìm ra cách, thì trời cho một tên tự xưng là Lông Vằn là một trong các đầu lĩnh của Claw. Cả bọn liền tóm hắn lại, rồi tiến hành tra khảo. Nhờ thế mà họ đã có được thêm thông tin về tổ chức. Cùng thời điểm đó tại căn cứ Claw, các đầu lĩnh cấp cao đã tụ họp để nghe đội trưởng trình bày kế hoạch sắp tới. Hắn thông báo rằng sang tháng sau, tổng lĩnh sẽ quay về Nhật Bản để nhặt hai tên theo mình đến căn cứ chính. Còn tại nhà giam, một tên đầu lĩnh tạm gọi là Củ Căm đang ép đầu vuông bật năng lực, nhưng cậu ta lại né nó lại. Điều này khiến Củ Căm tức, liền đem đầu vuông vào trong.
xin ý tiếp, nhằm tác động tâm lý đến đám còn lại. Ý tưởng thì hay nhưng lại bị việt vị bởi siêu năng Bluetooth. Mà hai anh em vuông tròn phát hiện gã đó chỉ đang dùng chiêu thôi miên mà thôi. Nhận thấy không thể nấn ná ở đây thêm được nữa, tận dụng năng lực của các thành viên, đám trẻ đã thành công mở khóa. Trong lần đầu linh lực được kiểm soát, Ritsu đã hạ đẹp bọn cai ngục nhờ skill random hên xui của tóc cam, mà cả bọn đã tìm được đến nơi bắt chói đầu vuông và giải cứu thành công, không tốn một chút linh lực nào. Bởi đám này có cố đến mấy thì cũng chẳng cản được đám trẻ siêu nhiên, nên thả đi cho đỡ khổ thân. Ở một diễn biến khác trước đó, nhờ lông vằn dẫn đường, Teruki và Mob đã đến được căn cứ của Claw. Vừa rơi tầm mắt phát là gã đã lẩn luôn, nhưng không cút hẳn, mà đòi quay lại bem trả thù. Teruki tiếp chiêu với lông vằn, nhưng kèo này có vẻ khá căng, thậm chí đầu vàng bị ép cho ná thở, nhưng rồi đâu lại vào đấy. Khi Mob ra tay, sau khi dọn dẹp đám lính canh ngoài, cả bọn tiến vào bên trong, nhận thấy có đám xâm nhập, toàn quân Claw được điều động ra trận. Thông tin này cũng đến tai đám đầu lĩnh để rửa mối hận trước đó. Đầu màu gà xung phong ra trận, vừa xuất hiện gã đã tỏ ra khí thế bừng bừng, nhưng sau đó đã tắt ngúm khi bị Mob cho văng lung tung rồi thua sau vài giây thi đấu, không thể khinh địch được nữa. Các đầu lĩnh bắt đầu lần lượt ra tay để nhanh chóng tìm ra Ritsu. Nhóm Mob bắt đầu chia ra hành sự, má lúm với nhân dạng của một gã lính canh đã hạ đẹp một nhúm linh lực ra con. Nhưng sau đó lại chạm mặt một gã đầu lĩnh, đầu tua rua. Sở trường của tên này là điều khiển ác linh. Tuy bị dồn vào thế bị đánh cho tan tác, nhưng với kinh nghiệm của mình, Ma Lúm nhận ra tên này thể chất yếu xìu, nên toan tính lùa đám ác linh mắc kẹt rồi ra tay với tên đầu lĩnh. Nhưng Ma Lúm lại không lường được việc tên đầu lĩnh còn có hàng dự bị, và thế là thua nhăn răng. Đã thế còn bị tên đầu lĩnh nhốt chung với 100 con ác linh khủng bố khác để có thể luyện ra siêu ác linh. Ma Lúm coi như hết cứu. Ở phía Teruki cũng khá căng, cậu đã phải đối đầu với một đầu lĩnh hệ hỏa. Lửa của tên này gớm ra trò khi đã buộc Teruki vào thế chống đỡ, nhưng tất cả đã được biến hết rồi. Cậu biết rằng đối phương không thể vừa công vừa thủ, nên đã tạo một trường lực bao vây hắn, và thế là lửa ông tự hun ông, niềm vui lớn chẳng tày gang. Ngay sau đó những tên đầu lĩnh đã đến, một trong số đó đã đánh lén khiến Teruki bất tỉnh. Còn ở vị trí Mob hiện tại, sau khi dẹp tan đám búp bê gỗ của một đầu lĩnh, cậu phải đối đầu với Môi Tím, một đầu lĩnh khác của Claw. Bà chị này chơi hệ vật lý, đấm cho Mob không trượt phát nào. Dù thế nhưng đầu nấm chỉ hạn chế việc bị áp sát, chứ không chịu ra đòn tấn công. Lý do là bởi thầy dạy không được đánh nữ nhân, thấy cô này là good boy, nên Môi Tím mở lời để cậu đánh hết sức. Hậu quả thế nào thì ai cũng đã rõ. Đối thủ kế của Mob là Môi Trề cũng đã bị cậu hạ trong một nốt nhạc. Trong khi đang di chuyển, đầu nấm đã tìm được em trai, nhưng mà trong trạng thái vừa bị đánh cho bầm dập. Chứng kiến em mình như vậy khiến cho sức mạnh của Mob tăng lên không ngừng. Đương lúc ấy Cù Căm lại đến làm trò thôi miên, khiến cu cậu nhìn thấy em trai mình nghèo, và thế là sức mạnh đến mức mắc. Nguồn linh lực khổng lồ thoát ra khiến cho tên đầu lĩnh bị phản đam, gục không kịp ngáp. Còn Mob cũng lịm đi ngay sau đó. Cả chi đội đều đã bị tóm gọn. Tình hình càng tệ hơn khi bất ngờ tên tổng trưởng lại đến sớm. Nhưng bất ngờ hơn, gã đó lại chính là Reagan. Phải chăng bấy lâu nay ông thầy che giấu sức mạnh? À, thực ra là không, chỉ là do đám thuộc hạ của Claw hiểu nhầm mà thôi. Tấm màn tổng tài của Reagan bị kéo xuống khi chạm mặt với đám đầu lĩnh còn lại. Lần này tên đội trưởng sẽ ra tay. Hên là có Teruki và Mob chặn lại, không thì cả đám đi bán muối mất rồi. Với sức mạnh ghê gớm ấy, chỉ có duy nhất Mob là có thể đương đầu với hắn. Ngay khi mới lâm trận, tên đội trưởng đã vận linh lực để kiểm soát trọng lực xung quanh để phủ đầu Mob, không muốn để đám trẻ phải đụng chân tay. Reagan liền ra mặt, trước là một đạp cho tên đội trưởng giải vây cho Mob, sau là một đấm cho tên đầu lĩnh chọc để show kỹ năng. Nhìn thì ngầu phết, nhưng hành động của Reagan đã chạm vào máu điên của đám người Claw, và thế là chúng bắt đầu bật chế độ nghiêm túc với toàn bộ sức mạnh của mình. Tên đội trưởng mở bát đi trước với chiêu hố đen, nếu không nhờ có Mob giữ lại thì có khi Reagan đã bị cuốn vào trong mà đi gặp ông bà mất rồi. Kế tiếp đó lần lượt các đầu lĩnh tiến lên áp sát từng người bên đội của Mob, chúng áp đảo hoàn toàn, khiến cả Teruki lẫn Ritsu đều lâm vào thế chống đỡ. Cả hai khẩn cầu Mob phải tung toàn lực. Reagan đã cố trấn tĩnh tinh thần cho đầu nấm, nhưng trước bối cảnh bạn bè đang ngấp nghé cửa tử khiến sức mạnh của cậu không ngừng tăng lên. Trong khoảnh khắc Mob sắp mất lý trí, Reagan đã kịp thức tỉnh cậu và dạy cho cậu rằng hoàn cảnh hiện tại có thể khó khăn, nhưng họ có thể chọn phương án bỏ chạy. Nhân lúc hai người không để ý thì tên kiếm sĩ đeo kính đã chém lén sau lưng, khiến Reagan bị thương rồi gục ngã. Trong khoảnh khắc đó, ai ai cũng lo ngại rằng Mob sẽ mất control. Nhưng bất ngờ chưa, Reagan đã trở lại và lợi hại gấp 1 tỷ lần. Lần lượt từng đầu lĩnh tung đòn là bấy nhiêu lần ngậm hành bởi thầy của Mob. Sở dĩ Reagan hôm nay ngon lành đến lạ là bởi trong lúc giao giảng đạo lý cho Mob, anh đã vô tình hấp thụ được sức mạnh của đầu nấm. Tầm này thì dăm ba tên đội trưởng so với Reagan thì chỉ là muỗi. Nhận thấy địch quá là bá, hắn ta dồn toàn bộ linh lực lao đến tìm kiếm cơ hội win. Ừ thì đã có cố gắng, nhưng như thế vẫn là chưa đủ. Reagan vốn đã phòng ngự bằng một lớp linh lực rồi kết thúc hắn bằng một đường quẳng bay tít mù. Đám đầu lĩnh còn lại cũng lao đến đòi chiến,
nhưng đám này còn độ được. Nên Reagan chỉ dùng lời nói nên đã giúp chúng tỉnh ngộ. Còn tên đội trưởng coi như hết cứu. Hắn vẫn theo lối suy nghĩ thượng đẳng của bản thân, nên quyết định bùng hết sức mình nhằm tiêu diệt tất cả. Nhưng rồi bị Shaw Suzuki, người trước đó đã hạ Ritsu, đánh bại toàn tập. Sau đó hắn bày tỏ sự thất vọng của mình đối với Mob và tiết lộ mục thân phận từ tổng bộ Claw của mình đến đây chỉ là kiếm nhân tố mạnh mẽ. Nói xong là biến mất luôn. Ai cũng đã buông bỏ, chỉ trừ duy nhất tên ngói tua rua là chưa. Siêu ác linh của hắn bây giờ sẽ nổ hũ đi ra. Bất ngờ chưa ông già, thứ tà ma ngoại đạo được luyện ra lại là má lúm. Cuộc chiến kết thúc, cuộc sống của mọi người đã trở lại bình thường. Nhưng sự bình thường này sẽ kéo dài đến đâu? Hôm nay Reagan, thầy của Mob, có nhận ủy thác từ một bác nông dân chuyên trồng rau sạch. Thì trong một đêm khi đi thăm đồng trước ngày thu hoạch, ông ta đã bắt gặp một cái gì đó đang lắc đuýt trên nền nhạc của The Weeknd Đông Lào. Và đêm sau đó, rau củ quả trên ruộng héo sạch. Để tránh tình trạng này tái diễn, ông ta mới thỉnh linh lực giả về trừ tà. Sau khi chốt giá, Reagan lập tức triệu hồi Mob đến. Chẳng mất quá nhiều thời gian, đầu nấm đã giải quyết xong phần ngọn của ác linh, còn phần rễ thì khoai phết. Bằng khả năng kiểm soát các nhánh cây ngầm, ác linh đã khiến Mob một phen khá mệt khi phong tỏa được cậu rồi chôn xuống đất. Trong khoảnh khắc nguy nan ấy, Mob lại thức tỉnh một skill mới. Cậu giành được quyền kiểm soát nhánh cây, buộc con ác linh phải hiện nguyên hình. Và thế là chỉ bằng một hit, Mob đã tiễn đối thủ về miền cơ cực, kết thúc phi vụ. Reagan nhận được một hộp đồ làm nông với đầy đủ dụng cụ với giống cây. Mob cũng được chia phần với một gói hạt giống bông cải. Ở một diễn biến liên quan, Ichi Mezato, cô gái đã cùng Mob gia nhập giáo hội Hi Hi Ha Ha, đã lập nên một giáo hội mới mang tên Đầu Nấm Siêu Năng, với âm mưu đưa Mob trở thành vị đấng của giáo phái này. Mỗi tội tầm này mà cho họ biết giáo chủ là một chấn bé đù thì toang. Nên việc cấp bách bây giờ mà Ichi cần làm là phải cải tạo lại cái profile của Mob. Nhân dịp hội trưởng hội học sinh từ chức, Ichi lên kế hoạch thao túng tâm lý Mob, khiến cậu tin rằng nếu cậu là hội trưởng hội học sinh thì crush khỏi cưa cũng tự đổ. Và thế là suốt thời gian sau đó, Đầu Nấm bắt tay ngay vào công cuộc nâng cấp bản thân toàn diện dưới sự chỉ đạo của quân sư Ichi. Nhưng đúng giờ phút quan trọng, Đầu Nấm lại liệt hoàn toàn dây thần kinh ngôn từ trước hàng ngàn cử tri. Khứa này đứng há hốc mồm trong 15 phút và thế là Mob tạch trắng phiếu. Nhưng chính sự ngờ nghệch ấy đã va đôm đốp vào trái tim của cô nàng đo đỏ. Và rồi Mob có ghệ, có tình yêu và người, cuộc đời trăng nấm bỗng dạng người hắn lên. Nhưng chỉ sau một tuần trăng mật, bí mật hậu trường của mối tình này được tiết lộ. Việc tỏ tình với Mob chỉ là một kèo cá cược giữa đo đỏ và đám bạn mà thôi. Tuy nhiên đo đỏ không chỉ là trap girl thông thường mà là một trap girl hướng nội. Ngay cả khi bị bạn bè xé bỏ tập tiểu thuyết của mình thì cô cũng chỉ ậm ừ cho qua mà không bày tỏ bất cứ một cảm xúc gì. Mob đã chứng kiến cảnh tượng ấy, cậu không ngại bị chê cười mà thu gom lại những mẩu giấy vung vãi trên đất, cảm động trước việc làm của Mob. Đo đỏ quyết định ở lại gom cùng. Việc thu nhặt sắp xong thì tất cả bị gió cuốn đi mất. Mob liền dùng sức mạnh ghép tất cả lại rồi trả cho khổ chủ. Hành động đó làm cho đo đỏ ấn tượng vờ lờ và cô liền bắt tay viết cuốn tiểu thuyết về cậu học sinh cấp 2 sở hữu siêu năng lực. Câu chuyện tình của cậu trò thì tan nát, còn đường công danh của ông thầy thì nát tan. Văn phòng của Reagan ngày càng ế, buộc anh phải tự ra tay cứu vãn tình hình bằng cách ra lề đường hành nghề bói dạ, tiện tìm in tư về mấy truyền thuyết đô thị đang hot trên các diễn đàn. Ở đây hai thầy trò đã gặp Bụng Bia, một đồng nghiệp đang làm ăn tại khu phố này. Trong khi cả hai đang tranh cãi vì địa bàn thì có khách xin tư vấn. Gần đây có những thông tin trên mạng chia sẻ về các hiện tượng ma quái liên quan đến truyền thuyết đô thị, cảm thấy có gì đó bất an nên cô muốn mời linh lực giả về giải quyết. Sau khi chốt với khách về gói cước, Reagan cùng Mob bắt đầu công tác điều tra. Nhưng vì lạ nước lạ cái nên anh muốn nhờ Bụng Bia trợ giúp tìm thêm thông tin với lời hứa sẽ chia hoa hồng đầy đủ. Kèo cũng ổn nên Bụng Bia không từ chối. Nhưng Reagan vẫn lo cho khứa béo này, bởi anh ta luôn chỉ chăm vào sách vở, từ lý thuyết đến thực tế thì còn xa lắm. Nên để cho chắc, Reagan phái má lúm bám theo hỗ trợ Bụng Bia. Sau khi tìm ra tên áo mưa đỏ, Bụng Bia đã dí theo hắn vào tận sâu trong rừng. Nhưng đây là cái bẫy, áo mưa đỏ cố tình dụ anh vào đây để thủ tiêu. Chỗ nào không chọn lại đúng khu vực mà quỷ kéo chân đang hoạt động. Ác linh dễ dàng hạ gục áo mưa đỏ rồi kéo hắn xuống tắm bùn dưới đáy hồ. Đúng giây phút ấy, Bụng Bia đã tỉnh lại và tung chuỗi hạt khống chế nó. Nhưng như thế vẫn là chưa đủ để trói buộc ả. Ác linh dễ dàng hạ gục Bụng Bia, bổ sung thêm một slot dưới đáy hồ. Hên sao trong lúc nguy ngập, má lúm đã kịp nhập xác anh béo thoát khỏi bàn tay tử thần. Tuy nhiên địch quá khỏe, má lúm tuy đã dùng phun lực nhưng cũng chẳng ăn thua. Nhận thấy bản thân không thể đối đầu, má lúm liền bỏ chạy để liên lạc với Reagan đến hỗ trợ. Với sức mạnh được búp thêm không ngừng bởi nỗi sợ hãi trên mạng, ả quỷ không ngại gia tăng sức ép khiến cơ thể Bụng Bia bị thương không ít. Cũng may là trong lúc nguy ngập nhất, Reagan và Mob đã đến kịp thời giải vây. Việc đối đầu với ác linh này không hề đơn giản. Quỷ kéo chân
sinh ra và lớn mạnh nhờ tài nguyên sợ hãi của con người. Nếu linh lực ra rén trước nó thì coi như đã tự dâng hiến mạng sống. Rút quân là cách khôn ngoan nhất trong lúc này, nhưng bùn nhão đã vây xung quanh khiến họ không thể nào nhúc nhích. Lúc này ả quỷ với full power mới lộ diện, tung đòn hủy diệt cả đội. Đúng lúc này yếu tố gánh tim mới lên tiếng với sức mạnh của người tối cổ. Mob méo biết cái thứ truyền thuyết đô thị này là cái đếch gì, khiến skill của quỷ kéo chân trở nên vô hiệu, rồi cứ thế thư thả mà thanh tẩy nó. Sau khi hoàn tất giao nộp áo mưa đỏ cho cảnh sát, hai thầy trò chào tạm biệt bụng bia để đi giải quyết nốt vụ bà già chạy. Nhưng khi bắt gặp, họ phát hiện ra chẳng có ác linh nào cả, mà chỉ có một bà già mê chạy bộ mà thôi. Tuy đây không phải là truyền thuyết đô thị gì cả, nhưng nó vẫn hằn trong lòng Mob một sự ám ảnh. Một thanh niên ngày nào cũng tập chạy lại bị một cụ cao niên tuổi già sức yếu đuổi kịp, cay không gì bằng. Sau vụ truyền thuyết đô thị, Regen nhận ra sức mạnh của mạng xã hội nên đã quyết định sử dụng nó để PR cho văn phòng. Nhờ đó mà khách kéo đến nơm nượp, Mob phải xử lý nhiều vụ hơn. Cậu bắt đầu có những trăn trở riêng về các vấn đề tâm linh và con người. Đầu nấm dường như đang thay đổi. Và đỉnh điểm của sự thay đổi ấy là khi hai thầy trò nhận kèo giải trừ ác linh của một đám trẻ trâu. Ban đầu chúng chỉ muốn lừa cả hai làm vệ sĩ để chụp ảnh tại ngôi nhà bị đồn là có ma. Đã thế còn bỏ hai thầy trò lại tự bắt xe đi về. Nhưng sau khi tấm ảnh được rửa, xuất hiện hình bóng của một cậu bé, chúng lại quay lại thuê Regen và Mob giải quyết. Ở đó có một gia đình vong linh. Khi thấy Mob chuẩn bị ra tay thanh tẩy, họ đã lên tiếng cầu xin được trú ngụ bình yên tại nơi đây. Ngay cả khi bị ma lúm khích sử dụng linh lực mà phản kháng, vong linh bố nhất quyết không, mà chỉ quỳ xuống cầu xin được sống. Trong khi đó, đám trẻ cứ nhất đòi thanh trừng bằng được. Đứng giữa hai thế giới khiến cho Mob cứ mãi phân vân. Regen nhận ra được sự căng thẳng của Mob, đã thấy đám trẻ trâu còn gia cố thêm sức ép, khiến Regen nằm vào mặt chúng một đống muối, rồi tuyên bố buổi trừ tà kết thúc. Anh thầy hiểu được rằng cu cậu học trò đang gánh một áp lực rất lớn giữa thế giới tâm linh và thế giới con người. Anh đã nhận quá nhiều việc mà lại hời hợt đối với tâm tư của Mob, vậy nên Regen quyết định giảm tải cho đầu nấm bằng cách nhận một ủy thác khủng. Nhưng không chỉ có hai thầy trò được mời, bên trong dinh thự của khách hàng rất nhiều linh lực giả khác cũng được mời đến. Một lúc sau thì vị đại gia xuất hiện, ông muốn nhờ những linh lực giả thanh tẩy ác linh đang nhập vào con gái của ông. Chỉ cần thành công thì có bao nhiêu ông ta cũng xỉ. Để cho công bằng, các linh lực giả sẽ chơi oản tù tì để xác định vị trí ra tay. Tưởng gì khó khăn, ở bộ môn trí tuệ như này, Regen xếp thứ hai thì không ở chủ nhật. Sau quá trình khảo sát đối tượng, Regen nhận ra con ác linh này họ Lươn, khi nó chăm chăm thao túng mọi người tin rằng vị đại gia kia đang bạo hành con mình. Nhưng nó đã tự bóp vì mâu thuẫn trong cách xưng hô giữa papa và cha, cộng thêm việc biết Regen là linh lực gia mặc dù vẫn chưa xưng danh. Tưởng gì chứ bịp người, con ác linh phải gọi Regen là bố xưng con. Thấy đã bị lộ, con vong linh cũng chẳng chơi trò thảo mai nữa. Khi kẻ thù đã lộ mặt, đám linh lực gia bắt đầu show kỹ năng tấu hề. Ma lúm có vẻ lo lắng từ khi ác linh lộ diện. Theo lời vong xa lánh thì ác linh sinh thời là một linh giả thiên tài mang tên Mogami Keiji. Ở bên trong hắn tồn tại hai bản thể, một linh lực giả chuyên cứu người và một sát thủ tâm linh giết người không chớp mắt. Mục đích của hắn chỉ là kiếm thật nhiều tiền để chạy chữa cho mẹ, nhưng vẫn phải bất lực trước căn bệnh kỳ lạ của bà. Thật ra nguyên nhân cái chết của thân mẫu xuất phát từ hắn. Mogami tựa như một nam châm thu hút ác linh, chính chúng đã ám khiến mẹ hắn đi vào cửa tử. Sau khi tự hủy bản thân, Mogami quyết định sử dụng sức mạnh cho mình. Hắn đi thanh trừng những kẻ gây đau thương cho người khác, và lần chọn xác nhập này là để tiêu diệt những tên linh lực giả bịp người. Chính ma lúm thời sung sức đã từng thẩm qua sức mạnh của Mogami. Kết quả là ma lúm nhận thất bại thảm hại, thậm chí tà khí còn bị hút mất. Với một kẻ như vậy, dám ba tên linh lực gia yếu nhớt sao kham, chán xem diễn hài. Mogami bắt đầu ra tay gieo hành cho tất cả. Regen tuy được Mob ra sức phòng vệ cũng bị Mogami massage cổ mém thăng. Từ phía sau, đại gia ôm chầm lấy con gái, sử dụng tình thân để thức tỉnh bình rượu mơ, nhưng nó không có tí tác dụng nào. Mogami còn ra tay tàn ác, đục cho vị đại gia một đường thông gió trên người, không thể dương mắt lên nhìn được nữa. Mob buộc phải ra tay trước khi tình hình trở nên xấu hơn, nhưng ngay cả cậu cũng vô vị với hắn. Hết cách, Mob quyết định tung bí thuật. Cậu sẽ sử dụng skill tách hồn để nhập xác cô bé đấu với Mogami. Sau khi đăng nhập vào bên trong, Mob đã đối đầu với Mogami và dễ dàng hạ gục được hắn ta. Tuy nhiên đó chỉ là trò ảo thuật, bản chính đã luồn ra sau đánh lén Mob, hạ đẹp cậu trong tích tắc. Đã thấy hắn còn dịch chuyển tâm trí Mob đến một thế giới mới, nơi đầu nấm đã quên mất sức mạnh và sống trong một thế giới đầy đau khổ. Ở đây Mob bị bạn bè xa lánh, bị bạo lực học đường, bị bắt nạt công khai, bị gia đình thờ ơ. Bonus thêm cả những lời thêm mắm dặm muối để cậu bùng nổ sự tiêu cực của mình, rồi dần dần bị thao túng trở thành đồng chí với Mogami. Kế hoạch của tên ác linh đã gần thành công khi Mob đã có dấu hiệu phản kháng, tấn công lại những kẻ bắt nạt, nhưng tất cả đã sụp đổ bởi sự xuất hiện của má lúm. Bên cạnh tặng cho Mob một đấm bất tỉnh, vong xa lánh đã gợi lại những ký ức đẹp đẽ giữa Mob và mọi người. Kế hoạch coi như tan nát, tất cả Mogami nhồi nhét đều bị xả sạch. Hắn quyết định dùng vũ lực giải quyết vấn đề. Cái đấy Mob không ngán, nhất là khi sức mạnh tích cực gia tăng không ngừng, mọi đòn Mogami tung ra đều bị đầu nấm phá giải. Giờ đây Mob đã thay đổi hình dạng ở mức 100%, mọi tiềm năng trong cậu đều được thức tỉnh, để rồi bộc phát toàn bộ linh lực tích cực đánh bại tên Mogami. Tuy nhiên khi hắn
thất trận đồng nghĩa với việc những ác linh hắn hấp thụ sẽ mất vật chủ mà thoát ra ngoài. Tình thế mỗi lúc một căng thẳng. Mob yêu cầu Ma Lúm may thoát thân, còn cậu phải tìm được vong linh của con gái đại gia cái đã. Trước đó cậu đã nghe thấy được tiếng cầu cứu của cô, nên chắc chắn vong linh chỉ ở đâu đó quanh đây mà thôi. Lực lượng đông đảo của đám ác linh đã thực sự làm khó Mob, cho đến khi cậu mở trạng thái vô cực cảm xúc, một hit phá tan cả thế giới mà Mogami tạo dựng. Cuối cùng thì Mob cũng tỉnh lại, ác linh cũng thoát ra khỏi cô gái, nhưng chưa kịp chim cút thì đã bị tên đầu tua rua thu phục rồi rời đi ngay lập tức. Tuy đã thành công trong việc cứu cô gái kia, nhưng Regen không nhận lấy một xu tiền công, bởi anh cho rằng đó là số tiền không đáng nhận. Nhìn Regen vậy thôi chứ liêm sỉ phết đấy. Nhưng ông thần này lại có cái tính xấu, thích gọi Mob đi trừ tà bất chợt mà không màng đến đời sống riêng tư của học trò. Sau nhiều lần như vậy, Mob đã chịu hết nổi mà nói thẳng với Regen. Nhưng thay vì vỗ về cậu học trò, Regen lại tỏ ra thượng đẳng bề trên, chê bôi những mối quan hệ của Mob tào lao vớ vẩn, chỉ có anh ta mới là người tốt bên cạnh Mob mà thôi. Hậu quả là cu cậu cáu thèm đến văn phòng nữa. Với Mob, lúc này là thời gian để cậu tự lực cánh sinh, tránh việc quá dựa dẫm vào anh thầy. Còn với Regen, ngoại trừ phải từ chối đi lưu động ra thì công tác trừ tà tẩm quất vẫn đủ duy trì thu nhập và cũng đỡ tốn tham cho mấy việc tư vấn áp lực tuổi mới lớn. Trong tâm trí, Regen vẫn cho rằng Mob cần mình và sẽ sớm quay lại thôi. Nhưng thực tế thiếu anh thì đầu nấm vẫn sống tốt, còn thiếu Mob thì Regen mất đi một người bạn đúng nghĩa. Anh nhận ra bản thân cô đơn hơn mình nghĩ, sinh nhật cũng chẳng ai care. Tiện thể thì anh em viewer nào sinh nhật vào tháng 10, xin chúc anh em tuổi mới thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Và đừng sống như Regen của hiện tại. Anh có thể là nơi để người khác trút bỏ nỗi sầu cuộc sống, nhưng nỗi sầu của anh thì lại chẳng ai chịu nghe. Không thể để mình mãi đi sai hướng, Regen quyết định thay đổi bản thân. Anh trở thành một người đa di năng, nhạc nào cũng nhảy, từ dọn rác, livestream tâm linh, tổ chức hội thảo, tư vấn nhân sinh, đồng thời cũng hăm hở làm công tác trừ tà hơn. Sau khi hoàn tất ủy thác tiêu diệt một ác linh trong game, tên tuổi của Regen phất lên như diều gặp gió trên mọi nền tảng mạng xã hội. Fame của anh to đến mức một show truyền hình trực tiếp đã mời Regen tham gia, và đời nào anh chịu bỏ qua một cơ hội hiếm có như thế này. Nhưng mà quả ngọt đâu dễ há như vậy. Regen thỏa sức trừ tà tận 30 phút, nhưng đối tượng bị nhập chỉ đang diễn. Vậy là chấm hết rồi đúng không? Vậy là tất cả đổ xuống sông. Từ đó Regen trở thành hiện tượng hề, từ một người trên đỉnh cao danh vọng, giờ anh đã là ngôi sao của gala cười. Giang Cư Mận lập group anti, bạn bè trước đây cũng ruồng rẫy, còn bọn phóng viên thì cứ như kền kền đói tin, không ngừng bám giết lấy anh. Để công khai giải quyết cái phốt này, Regen quyết định mở họp báo. Thâm tâm thì muốn lấy thiện cảm với cánh báo chí, nhưng cái tật mỏ hỗn của Regen lại tái phát, không ngừng đốp chat lại cánh phóng viên. Bất chợt một câu hỏi liên quan đến ước mơ đã làm Regen sững người, mà nhớ về quá khứ của mình, về cái thời anh từ bỏ công việc văn phòng để dấn thân vào cái nghề linh lực giả, mà chỉ qua thông tin trên cuốn tạp chí. Về cái ngày chuẩn bị từ bỏ sự nghiệp mới chớm thì gặp được Mob, giờ trở thành thầy của khứa đầu nấm, từ đó thêm lần nữa lấy lại niềm tin. Nhưng khi người học trò nhỏ muốn thay đổi bản thân thì chính Regen lại là người cản trở. Thông qua màn hình trực tiếp, anh đã thừa nhận rằng Mob đã thực sự trưởng thành. Vừa dứt lời thì một hiện tượng siêu nhiên đã xảy ra, các dụng cụ trong phòng họp báo bay tùm lum. Ai cũng nghĩ đó là linh lực của Regen, nhưng thực tế đó là màn cứu thầy của Mob. Từ tận sâu thẳm trái tim của khứa đầu nấm, ông thầy của mình là một người tốt, chỉ cần như thế thôi đã là quá đủ rồi. Mối quan hệ giữa hai thầy trò được hàn gắn, Mob cũng đã trở lại làm việc. Nhưng Regen nhận ra cô trò đang bận rộn điều gì đó, số là đầu nấm đang chuẩn bị cho giải marathon của trường. Để thể hiện sự ủng hộ với học trò, Regen cho phép Mob tạm nghỉ, đồng thời mỗi sáng ra sức chạy cùng, mặc dù sức còn thua cả Mob. Các senpai cũng ra sức ủng hộ tinh thần cho cu đệ. Cô đồn cũng donate cho đại ca ngầm một đôi giày điền kinh mà cậu ta mua bị sai cỡ. Nguyên nhân khiến Mob tham gia giải đấu lần này xuất phát từ việc Ichi kể cho cậu nghe về giáo hội đầu nấm. Thông qua camera ở buổi họp báo của Regen, họ đã mò được hình ảnh sau lưng Mob, rồi dựa vào cúc áo phát hiện ra cậu là học sinh của trường muối. Kiểu gì sự kiện marathon sẽ được họ mò ra. Khoảnh khắc Mob show sức mạnh về đích sẽ khiến cho các tín đồ nhận ra giáo chủ của mình. Nhưng Mob chê cậu sẽ tham gia cuộc thi nhưng bằng 100% sức mạnh thể chất, mục tiêu là top 10, qua đó chứng tỏ bản thân mà đi tỏ tình với crush. Với mục tiêu rõ ràng như vậy, Mob không ngừng thăm ngàn, tập luyện, quên ăn chỉ ngủ. Và rồi khi ngày thi tới, mới mở đầu cuộc thi mà Mob đã ngã rúi rụi. Tuy đã bất chấp vết thương mà bon chân cố gắng, nhưng nền tảng thể lực ở mức trung bình yếu đã khiến cho Mob bị top đầu bỏ xa. Tuy cậu vẫn luôn được bố mẹ, thầy Regen là huấn luyện viên trực tiếp, thậm chí crush ủng hộ, nhưng sức người có hạn, Mob không chịu được nhiệt, nên chỉ mới được nửa chặng đường cậu đã lịm đi tại chỗ. Thêm lần nữa Mob không hoàn thành mục tiêu, nhưng cậu không lấy đó làm suy. Cô em Ritsu cũng đã có thành tích top 10, Mob cũng vượt qua giới hạn bản thân. Tưởng như đó là một ngày vui của gia đình Mob thì một biến lớn đã ập xuống đầu họ. Trong khi gia đình Mob đang chuẩn bị bữa ăn liên hoan thì Show Suzuki, thanh niên xuất hiện tại cơ sở 7 của Claw, bất ngờ ghé đến. Cậu ta làm gì ở đó thì không biết, chỉ biết khi Mob về đến nhà,
Trước mắt cậu là căn nhà đang bị chìm trong biển lửa. Mob còn tận mắt thấy ba cái xác đang cháy trong phòng ngủ của bố mẹ. Cảm xúc của đầu nấm không ngừng dâng trào đến độ sắp mất kiểm soát. Để cứu vãn tình hình, má lúm vội nói rằng đấy có thể là hình nhân do một tay linh lực giả nào đó tạo ra nhằm tạo hiện trường giả mà thôi. Ngay lập tức Mob phát radar và dò ra hai kẻ có linh lực mạnh gần đây. Sau khi cảm ơn má lúm vì đã kiềm mình lại đúng lúc, Mob xuất hiện trước mặt hai kẻ đó để check va xem chúng có phải là hung thủ hay không. Nhưng chúng chỉ là đám tay chân của Claw đang trên đường đến giải quyết Mob, và cậu bèn tiện tay đập chúng. Đang hoang mang chưa biết phải làm gì thì đột nhiên hai cựu thành viên của Claw xuất hiện, rước Mob đến gặp Regan cùng các huynh đệ khác, gồm tổ đội cựu Claw cùng các tiểu linh lực giả trong phòng phát triển dị năng. Sau khi được má lúm tường thuật sự việc, Regan nhận ra ngay vụ hình nhân là do vong xa lánh chém gió. Nhưng để bảo vệ Mob, Regan cũng hùa theo khẳng định như vậy để cô cậu yên tâm mà lịm đi. Không chỉ có Mob bị nhắm đến, Teruki cũng bị một thành viên của Claw tập kích. Hậu quả của hành động dũng cảm này là bị khứa đầu vàng cho húp nước bằng mũi để tra khảo thêm thông tin. Nếu tất cả đã muốn biết thì hắn cũng không ngại khai tuốt tuần tuột. Tổng trưởng của Claw đã về Nhật Bản. Ông ta đã có trong tay đủ lực lượng cho mưu đồ của mình, với nòng cốt là tổ đội 5 người được gọi là ngũ quái, bao gồm Vâm, Cận, Mã, Mộc, Ô. Bằng năng lực hack sóng nhà đài của Cận, thủ lĩnh Claw đã gửi đi thông điệp biến nước Nhật thành bàn đạp nhằm chiếm đoạt toàn thế giới. Ở một nơi nào đó, Shaw, con trai tổng trưởng, cũng hay tin cậu ta đang xây dựng lực lượng riêng nhằm hạ bệ bố mình. Cậu còn mang được cả Ritsu về đội nữa. Cái ngày Shaw đến nhà Mob, mục đích của cậu ta là thuyết phục hai anh em gia nhập cùng mình. Nhưng trong lần trước gặp mặt, Shaw nhận ra Mob không có ý chí chiến đấu nên mới giản cảnh ra như vậy để kích thích máu chó của khứa đầu nấm. Bố mẹ của hai anh em nay đã được sắp xếp đi nghỉ dưỡng cách xa chiến trường. Trong khi đó, tại cơ sở của Claw, tổ đội ngoại quốc đã bắt đầu kế hoạch tạo phản. Tuy đã thành công đánh bại các đội trưởng các cơ sở, nhưng khi phải chạm mặt ngũ quái thì cả tổ đội bị đánh cho tả tơi. Ngày hôm sau, thành viên còn lại của ngũ quái, Mã, đã đến buổi phát biểu của chính phủ với sức mạnh đoán trước di chuyển cùng dịch chuyển tức thời. Không khó để hắn bắt cóc được thủ tướng, ngay cả khi bị Teruki đến kịp thời và ra nhiều đòn hiểm thì hắn vẫn thoải mái làm tình làm tội hết lần này đến lần khác. Nhận thấy địch khó nhằn, Teruki dùng tầng tầng lớp lớp phòng thủ cũng bị hắn đột nhập vào trong và hạ gục bằng một đấm. Ngay ngày hôm sau, tổ chức Claw đã bắt đầu kế hoạch, với bước đầu tiên là chiếm đóng tháp văn hóa. Lực lượng bảo an đã bao vây khu vực đó. Tuy nhiên, họ đã nhanh chóng bị hạ gục bởi đám linh lực giả nhân tạo. Thành phố bị tàn phá nặng nề. Trong khi đó, nhóm của Regan vẫn đang tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Anh thầy chủ trương chăm sự nhờ chính quyền, nhất là khi Mob còn đang bất tỉnh. Cho đến khi hùng tin kéo đến, văn phòng của Regan bị đám Claw thiêu rụi, bị bảo hiểm từ chối chi trả, thì anh mới quay xe quyết định chỉ đạo anh em ra quân. Trước là ngăn chặn Claw, sau là bắt cho được thằng phóng hỏa. Lực lượng sẽ được chia làm 3 nhóm. Nhóm chim mồi sẽ tấn công nhỏ lẻ nhằm thu hút sự chú ý của địch. Nhóm tiến công sẽ lẻn theo đường cống ngầm vào đồn địch để đánh úp bất ngờ. Còn Regan sẽ ở lại trông chừng Mob. Trước lúc ấy, đội của Shaw đã đến hiện trường. Đối đầu với họ là Mộc, một linh lực giả sở hữu dàn pet thực vật để giúp Shaw và Ritsu tiếp cận tòa tháp. Ba huynh đệ còn lại của nhóm sẽ ở lại chặn tên ngũ quái. Tuy đã thiết lập được đội hình hoàn hảo với công thủ và support, nhưng chả mấy chốc mà cả ba bị hạ đo ván. Ở nhiều diễn biến khác, nhóm chim mồi đã hạ xong bọn lâu la của Claw tập kích rồi di chuyển dần vào thành phố trợ chiến. Nhưng nhóm tiến công đồn địch không may mắn như vậy vì họ bị Mã quét sạch. Còn phía Regan thì bị Vâm và đám lính tấn công. Dăm ba bọn lính lác thì dễ, riêng tên Vâm thì lại quá khoai. Trước sự vượt trội của hắn, Regan tính lấy thân mình làm mồi nhử. Nhưng Vâm không theo kế hoạch ấy, hắn nhắm đến Mob. May mà trong khoảnh khắc nắm đấm sắp ập xuống thì má lúm đã nhập xác và cứu đầu nấm một mạng, tiện thể tặng thêm ít đòn cho Vâm. Nhưng mà cũng chỉ là muỗi đốt inox mà thôi. Nhận thấy sự chênh lệch quá lớn, má lúm liền điều khiển xác Mob chạy trốn, kéo theo Vâm phải dí theo. Nhân của đám đông, má lúm lẻn vào trong để cắt đuôi tên ngũ quái. Mỗi tội vong tính không bằng trời tính. Trong đám người ấy lại có crush của Mob, không thể để cô ấy bị thương. Má lúm lao ra chặn địch và ăn một phát đấm văng khỏi xác. Hên là khứa đầu nấm đã được tổ đội Jim phát hiện, nhưng đen là Vâm đã tìm thấy họ. Tuy đã cố hết sức chống trả, nhưng toàn đội Jim cũng lực bất tòng tâm. Trong lúc tên Vâm định hạ thủ với Mob, đội trưởng đã lấy thân mình ra đỡ. Cứ tưởng quả này trang cơ khó trụ, nhưng bất ngờ anh ta lại phát công, cơ nổi lên ao ao, hất tên Vâm ra xa. Thực ra má lúm đã nhập vào đội trưởng, sử dụng linh lực cường hóa thêm cho body. Với sức mạnh của cơ bắp khổ luyện của anh trưởng, má lúm đã áp đảo tên Vâm, để rồi hạ thủ bằng một đòn quăng, khiến hắn nằm một đống. Trong lúc cả đội Jim đang ăn mừng chiến thắng, thì tên Vâm bật dậy, tấn công lần nữa. Nhưng đúng lúc ấy Mob đã tỉnh lại và hạ hắn trong một nốt nhạc, tạm biệt đội Jim. Mob cùng má lúm đi vào thành phố.
thì gặp đám linh lực giả nhân tạo đang cướp phá. Mob nói hết nước hết cái để chúng quay đầu, nhưng tụi này vẫn chấp mê bất ngộ, buộc cậu phải ra tay cảm hóa bằng vũ lực. Đúng lúc ấy Mộc xuất hiện, hắn kết hợp với đám lâu la gây ra không ít khó khăn cho Mob. Thế trận được cải thiện đôi phần cho đầu nấm khi tên đầu tua rua cùng dàn ác linh đến trợ chiến, nhưng rồi đám pet ấy cũng bị Mộc cho xiên trả. Tưởng rằng đã xong con ong thì đám lính lại tự bóp, không nghe lời cảnh báo của đầu tua rua mà phá vỡ bình chứa ác linh Mogami. Ngay khi vừa thoát thân, hắn đã hút sạch linh lực xấu xa của bọn lính, rồi đoạt luôn quyền kiểm soát đám thực vật của Mộc và tóm gọn hắn trong lòng bàn tay. Giờ đây chỉ cần Mogami bóp thêm lực là tên ngũ quái sẽ thành bầy nhầy ngay. Tuy nhiên Mob không để chuyện đó xảy ra, cậu lên tiếng cầu xin Mogami nương tay. Mob cho rằng những kẻ này chỉ đang đi sai đường, chỉ cần đưa họ về chính đạo là được thôi. Bị thuyết phục, Mogami buông tay tha cho Mộc một mạng. Trước khi ra đi, hắn khuyên Mob đôi khi nên cứng rắn với kẻ khác, nếu làm được việc đó thì đầu nấm sẽ trở nên bất bại. Ở một diễn biến trước đó, Ritsu và Shaw đã đến được tòa tháp văn hóa. Tuy nhiên phía trước họ là Mã, một kẻ cực kỳ khó đối phó. Để mở đường cho Shaw, Ritsu đã ở lại để so tài cao thấp với hắn. Tuy nhiên thực lực của cô em còn quá non, không quá khó để Mã cho cậu một trận lên bờ xuống mương. Tưởng như lần này cô em Mob chân đi lạnh toát, thì các tổ nhóm theo chỉ đạo của Teruki đã đến kịp thời để hỗ trợ, lần lượt từng người ra đòn tấn công, nhưng cũng bị vô hiệu với bộ kỹ năng của Mã. Chỉ duy nhất một viên đạn quẹt qua được má hắn khiến hắn bị thương. Từ đó Teruki nhận ra Mã sẽ gặp khó nếu bị quá dồn ép. Chính vì phát kiến này của mình mà Teruki đã bị rơi vào tầm ngắm cần loại trừ. Mã spam liên hoàn đòn khiến khứa đầu vàng xây sầm, nhưng cũng nhờ thế mà cậu đã đọc ra cách di chuyển của kẻ thù. Mã đã bắt đầu lơ là dần đi, và đó chính là điều kiện đủ để cả bọn phản đòn, đập cho hắn một trận nhớ đời. Tưởng chừng như game đã hạ màn thì Mã đã lấy lại được sự tập trung mà kích hoạt con người tâm thức. Chỉ trong chớp mắt, hắn đã knock out gần hết linh lực giả, chỉ còn mình Teruki còn gượng được, nhưng cũng tàn tạ lắm rồi. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc ấy, nhân tố quyết định đã xuất hiện. Trong khi Mã mải đề phòng Mob, Regen đã sử dụng bí thuật ẩn mình, tung liên hoàn đấm đo ván đối thủ. Đối mặt với một bậc siêu cấp cao thủ VIP Pro, lại thêm cu trò của ông siêu mạnh nữa, Mã đành chấp nhận xin đầu hàng vô điều kiện. Vốn dĩ hắn chỉ đến góp vui, chứ cũng chẳng ham hố gì, nên thấy khó quá thì dừng cuộc chơi thôi. Thái độ mua vui trên đau khổ ấy của Mã khiến Mob khó chịu, nên ngay khi cảm được điều đó, Mã đã vội chim cút. Sau tất cả, cuối cùng hai anh em Mob đã được trùng phùng. Đầu nấm đã được an tâm khi nghe tin bố mẹ vẫn bình an. Giờ chính là lúc để cả đội toàn lực tiến lên đánh bại tổng trưởng. Tuy nhiên Mob không cho, mọi người đều đã quá nhiều vết thương, mình cậu đi là đủ rồi. Trước khi những diễn biến đó xảy ra, Shaw đã đánh bại cận để đến chỗ của tổng trưởng. Hai bố con lâu ngày giáp mặt hàn huyên được dăm ba câu thì nhõi con đã lao lên tấn công ông bố nhà mình. Tuy nhiên trình cu cậu còn non và xanh lắm, hết cửa băng rồi sấm sét, tổng trưởng liên tu tì tẩn thẳng và Shaw không thương tiếc. Dù bị thất thế nhưng Shaw vẫn tìm ra cơ hội để tổng trưởng với niềm tin rằng mình win game này. No. Shaw rất hay nhưng ồ rất tiếc, hắn đã kịp trở lại để bảo vệ cho tổng trưởng, nhưng thực tế ông ta cũng chẳng cần. Suốt 20 năm qua bồn bà tứ xứ, tổng trưởng chưa từng thấy ai hơn trình mình. Hơn nữa là trong thời ấy, ông ta không chỉ chiêu nạp thành viên mà còn tích tụ linh lực, và Shaw sẽ được nếm trải nó ngay lúc này. Trở về với hiện tại, Mob đã xâm nhập vào trong tháp văn hóa và đụng mặt với cậu là O. Khứa này có nét tính cách khá giống Mob, tuy đã trưởng thành nhưng O lại rất e dè với mọi thứ xung quanh, đã thế còn dễ nổi khùng mà mất kiểm soát linh lực. Nhưng sau lần gặp gỡ tổng trưởng, O đã tìm ra được cái dù của đời mình mà nguyện đi theo hết lòng phò tá. Tuy đã cạn lời khuyên bảo nhưng Mob đã không thể giải được sự u mê của O. Khi lời nói đã vô hiệu thì chân tay sẽ lên tiếng, hai người lao vào nhau trao đổi chiêu thức. Nhân lúc O không để ý, Mob đã đánh bay chiếc dù đi, như bị kích hoạt công tắc. O chợt mất kiểm soát linh lực, mém nữa là thanh tẩy má lúm luôn. Trước đây anh từng bị như vậy, hậu quả là bị người ta ghê tởm, thậm chí còn làm mẹ cuốn theo chiều gió. O luôn khao khát có được đồng đội, và chỉ khi ở trong Claw anh mới có thể được toại nguyện mà thôi. Mob thêm lần nữa thuyết phục O quay đầu, vì tên tổng trưởng chỉ đang lợi dụng anh mà thôi. Nhưng ông thần này lại quá cố chấp, anh ta dồn linh lực để kết thúc cuộc chiến, nhưng vừa tung chiêu đã bị Mob hấp thụ, thậm chí cả linh lực trong người O cũng bị đầu nấm hút mất. Thông qua đó, Mob đã nhìn thấy nỗi sầu của O, để rồi khi cậu trả lại, chính O cũng được cảm nhận những gì đầu nấm trải qua. Hai người trở nên thấu hiểu đối phương, từ đó kết ra bạn hữu, chấm dứt đối đầu tại đây. Trở lại cuộc va chạm của hai bố con Shaw, lúc này tổng trưởng đã chia sẻ về siêu năng của mình. Ông ta có thể truyền linh lực cho bất cứ ai và cũng có thể thu hồi nó khi cần thiết. Đám linh lực giả nhân tạo kia thực tế chỉ là sản phẩm của ông mà thôi. Chuyên mục tâm sự gia đình kết thúc, tổng trưởng bắt đầu phát công, hướng thẳng về phía cu con. Tuy nhiên thằng bạn nó đã đến. Mob muốn thông não cho tổng trưởng về ý nghĩa nhân sinh, nhưng với một tên ác nhân như này thì dăm ba cái tình cảm gia đình hay bạn bè đều là vớ vẩn. Nếu nhu không được thì đành phải rắn. Shaw cảnh báo cho Mob về sức mạnh của bố mình, nhưng đầu nấm no care mà chỉ truyền linh lực giúp Shaw hồi phục. Chứng kiến một kẻ có siêu năng như mình, tổng trưởng đã coi Mob là tử địch cần phải diệt trừ.
Tuy Mob đã dùng sức mạnh khống chế, nhưng như thế vẫn là chưa đủ để ngăn chặn tổng trưởng tiếp cận bón hành cho cậu. Rõ ràng ông ta ở trình độ hoàn toàn khác với những đối thủ đầu nấm từng đối đầu trong tình thế hiểm nghèo này. Regen đột ngột xuất hiện, tuy vô năng nhưng anh thầy vẫn quyết đối mặt với trùng cuối, để ship cho hắn một đấm thẳng mặt, mong muốn viển vông mới kết thúc, kéo theo cơn tức giận của tổng trưởng, để rồi tung đòn chí mạng, quyết lấy mạng Regen. Nhưng số của anh thầy chưa tận khi được ô che chở, mặc cho cây dù sau đó đã bị phá hủy hoàn toàn. Phẫn nộ trước hành động của tổng trưởng, Mob đẩy cảm xúc lên đỉnh và sức mạnh cứ thế tuôn chảy không ngừng. Ngay cả những người khác cũng cảm nhận được thứ gì đó cực kỳ đáng sợ đang xảy ra. Để thuận tiện chiến đấu, Mob nhờ ô đưa mọi người xuống dưới, nhưng tổng trưởng không cho, mà lao đến giải quyết cả hai. Ngay lập tức thì Mob đã lao đến che chắn cho họ. Áp lực quá lớn khiến cho Shaw, ô và Regen văng xuống dưới. Nhờ có Mộc ra tay tương trợ mà họ đã được đưa xuống an toàn. Chứng kiến cán bộ của mình phản bội, tổng trưởng bắt đầu spam tia về phía họ, không thể để hắn được đà làm hại bạn bè. Mob lao đến khống chế đối thủ, nhưng chỉ với 10% công lực, tổng trưởng đã cho Mob một đấm văng xuyên vài tầng. Thế trận tưởng như nghiêng hẳn về phía tổng trưởng, nhưng không hề. Mob của hiện tại đã có sức mạnh của phẫn nộ, một tay cậu nhấc cả ngọn tháp lên một cách dễ dàng, để không ai bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến này. Trước một đối xung sức như vậy, tổng trưởng không thể ém sức được nữa, buộc ông ta phải dùng đến 20% toàn lực. Cơn khoái cảm sức mạnh đã che mở mắt họ, cả hai lao vào nhau như điên dại, cảm thấy anh mình có gì đó sai sai. Ritsu cố gọi Mob thức tỉnh ngay, may mắn là đầu nấm đã ngộ ra mà kiềm chế cơn ngáo quyền năng này. Còn tổng trưởng vẫn đang say cuồng trong sức mạnh, để chứng minh bản thân là độc nhất, tổng trưởng thả cửa cho 50% sức mạnh tuôn ra. Nhưng dù mạnh đến thế nào thì trong mắt Mob, tổng trưởng chỉ là một gã cô độc. Đầu nấm hiểu được cảm giác ấy, vậy nên tận sâu trong thâm tâm, cậu không muốn làm hắn bị tổn thương thêm nữa. Vậy nên Mob điều khiển các tòa nhà bao vây tổng trưởng nhằm kiểm tỏa ông ta. Ai cũng nghĩ là Mob đã chiến thắng, nhưng mọi chuyện đâu có dễ dàng như vậy. Shaw cảm nhận được sự thay đổi sức mạnh của bố mình. Mob là kẻ đầu tiên khiến ông ta stress đến như vậy. Càng bị stress, sức mạnh càng lên cao, dẫn đến cơn cuồng điên của tổng trưởng càng mạnh mẽ. Sau một hồi chịu đòn cực nặng, Mob nhận ra bản thân đã từ bỏ, không thể tìm ra con đường lui cho địch được nữa. Cậu quyết định sẽ tiêu diệt ông ta. Cơ thể của tổng trưởng bắt đầu quắn quéo đến dị dạng, nhưng cùng lúc đó, ông ta kích hoạt 100% công lực bản thân, phóng ra những luồng năng lượng bắn ra tứ phía. Sau khi cố ngăn cản luồng năng lượng về phía đám Regen, Mob liên tục phải đối đầu với tổng trưởng. Giờ đã có giao diện hoàn toàn mới, những đòn tấn công của ông ta ao trình hẳn so với Mob. Nhưng khi chuẩn bị tung cú tất sát, cơ thể của ông đã mất control. Mob nhận ra ông ta đã thành một quả bom nổ chậm, một khi phát nổ thì cái nịt cũng chẳng còn. Đầu nấm lập tức bảo mọi người khẩn trương chạy trốn, còn bản thân thì lén quay trở lại, vừa để giảm thiểu thiệt hại từ vụ nổ súng ít nhất, vừa để cứu phần xác cũng như linh hồn của tổng trưởng. Hành động và lời nói của đầu nấm đã khiến cho ông ta nhớ lại vợ mình. Chỉ vì tư tưởng độc hại của bản thân mà ông đã để người phụ nữ ấy ra đi để cứu lấy tình hình. Mob cố sức hút lấy hút để linh lực từ ông tổng trưởng, dù cố gắng là thế nhưng đầu nấm không thể ngăn vụ nổ xảy ra. Trong cái rủi vẫn có cái may, Mob vẫn giữ được mạng sống của mình, còn tổng trưởng thì đã bị bắt giữ. Nhưng giờ đây ông đã không còn cô đơn nữa, bởi vợ con vẫn đang chờ đợi lời xin lỗi chân thành từ ông. Ở giữa thành phố xuất hiện một bông cải khổng lồ. Những tín đồ thuộc giáo phái đầu nấm đều cho rằng chính giáo chủ của họ đã làm ra thứ này. Ừ thì cũng đúng. Trong lúc hút linh lực của tổng trưởng, Mob đã chuyển một phần vào hạt giống để trong túi, nên đã tạo ra tuyệt tác kia. Văn phòng của Regen chào đón thêm một thành viên mới. Từ nay O sẽ đến đây làm dưới sự hướng dẫn của Mob Senpai. Hành trình của Mob và huynh đệ vẫn còn. Trên thế giới tồn tại những hiện tượng siêu linh, không chỉ là các hồn ma bóng quế, mà còn cả các yokai, việt sắp là yêu quái, đang làm hại con người. Đối đầu với chúng là những người thợ săn yokai, tên giao dịch tạm gọi là Hunter. Hôm nay một Hunter tên Amakusa Haruaki đã ghé thăm văn phòng của Regen bằng phong cách bùng binh ngôn ngữ. Ông ta cho hay, thế lực yêu quái mang tên Bách Quỷ đã quay trở lại. Mục tiêu của chúng là hồi sinh vị vua của thế giới yokai. Do sức mình có hạn mà team địch lại ghê, nên Amakusa muốn nhờ Regen giúp đỡ. Nhờ vả quái gì tầm này, nhờ xong rồi có được cái đồng mốc nào không? Gã Hunter bèn cộp tiền lên bàn. Regen lập tức lên đồ, góp một chân cứu rỗi thế giới. Tiện có cu Mob đến nữa, coi như là line up đã ổn áp. Sau 7749 khu vực nghi ngờ, cuối cùng Amakusa cũng tìm ra chung cư của đám yokai. Tuy là Hunter có kinh nghiệm, nhưng đây lại là lần đầu tiên mà Amakusa chơi xăm, lại còn đá trên sân khách thế này khiến anh chàng hơi rén. Từ rén anh chàng chuyển sang rén hơn, vì cửa vào đã bị bít lúc nào không hay. Tầm này thì chỉ có nước đâm thẳng xuyên thủng. Giải quyết xong đám yokai mới mong thoát ra. Đang di chuyển thì đùng cái, Regen bị một con yêu quái chộp lén. Nhưng may mà được Amakusa ra tay tương cứu bằng cây thần khí có tên tiền trảm, với công năng là gãy sau mỗi lần sử dụng. Thấy tiền vô hiệu, ồ nhanh chóng ra tay, khiến con yokai cosplay thầy năm thấy nhà có khách. Đám yêu quái túa ra say hello. Do không có vị thần nào đến nhận, nên đám Mob với ô liên tục cho cả đám đi bán muối. Lúc này Bách Quỷ Tứ Thiên Vương cùng yêu quái vương phải ra mặt. Nghe danh xưng lũ này cũng ghê ra phết, nhưng không ghê bằng bàn tay của tụi linh lực giả. Chỉ với vài kỹ thuật cơ bản,
Mob và Ô đã cho tứ quái Chu Du về miền xa lắm. Thấy đám dưới trướng ngỏm hết, vua yêu quái bắt đầu ra trận với phun đồ nghề các thứ, rồi còn cái thủ trong một phút hơn. Ấn tượng trước kỹ năng của Mob và Ô, Amakusa gạ cả bọn gia nhập cùng mình, nhưng cả hai đều từ chối. Ô còn đang mài đít trên ghế bổ túc giáo dục, còn Mob thì chỉ nghĩ đến ngày hội văn hóa nhờ có buổi đi trừ tà này. Mà đầu nấm đã có ý tưởng về thiết kế trang phục ma quỷ được giao. Đó cũng là lần đầu Mob không cần hỏi ý kiến của Reagan mà tự giải quyết được vấn đề của chính mình. Ở một diễn biến khác, cây bông cải khổng lồ sau sự kiện của tổ chức Claw giờ đã là kỳ quan của thành phố Gia Vị. Những giáo phái mê tín dị đoan mọc lên như nấm sau mưa. Họ coi cây bông cải như biểu tượng thiêng liêng với tên gọi là thần thụ. Những nguyện ước, cầu xin của các tín đồ dần tạo ra nguồn sức mạnh linh lực cực lớn. Dẫu có thế nào thì bông cải xanh vẫn là trái cây, nó không thể chỉ đường dẫn lối cho các tín đồ được. Vậy nên một cuộc biểu quyết mang tên Ai là Minh Chủ được tổ chức nhằm tìm ra người sẽ thống lĩnh các giáo phái. Trước tình hình đó, Ichi đã liên hệ với Mob để dụ cậu tham gia buổi biểu quyết. Với số lượng tín đồ trong đầu nấm phái, Ichi tự tin sẽ giúp Mob ngồi vào ghế Minh Chủ. Không chỉ cô nàng muốn điều đó, mà má lúm cũng đến để tác động Mob nhằm dụ cậu hợp tác với mình để trở thành vị thống lĩnh tối cao. Vừa thỏa ước nguyện thành đấng của má lúm, vừa tăng thêm linh lực cho cả hai. Nhưng đầu nấm đâu ke, vì bản thân cậu đâu cần thêm sức mạnh nữa. Hơn nữa chuyện cũng chẳng liên quan má lúm. Mob còn khuyên Vong Xa Lánh ngừng làm mấy chuyện con bò xấu xa lại, khiến Vong Xa Lánh tự ái mà bỏ đi chẳng thèm nói thêm lời gì. Người duy nhất có thể tác động được Mob chỉ có thể là Reagan mà thôi. Sau khi check profile của giáo phái đầu nấm, anh thầy nhận ra đây có thể là nguồn lợi lớn cần khai thác. Vậy nên anh thúc giục cô trò chấp nhận gấp trước khi miếng béo bở này bị cướp mất. Thậm chí Reagan còn gây chấn động khi rút hầu bao cho Mob tận 5.000 yên để trùng tu nhan sắc, cụ thể là trang phục. Đang phân vân không biết sơ tai nào hợp thì Mob gặp Teruki. Ơn giời, chuyên gia đây rồi. Chỉ với 5.000 yên, Teruki đã giúp Mob có được combo ưng ý để ra mắt giáo chúng. Nhưng đến hôm ấy, Mob ngồi chờ đợi từ sáng đến chiều nhưng mã chả thấy Ichi đưa người đến rước. Cậu không biết rằng cuộc biểu quyết Ai là Minh Chủ đã tìm ra người chiến thắng. Tên này có giao diện chuẩn đến 96,69% so với Mob. Hắn chỉ cần show kỹ năng mộc độ, triệu hồi một bông cải xanh ngay trên sân khấu là đã đắc cử ngay, không cần trách va. Ngày hôm sau, Mob đến gặp Ichi để hỏi lý do cô bạn cho mình leo cây thì nhận được một tin cực sốc. Việc chọn cậu chỉ là sai lầm, giờ họ đã tìm được người xứng đáng, nên là chúc Mob may mắn lần sau. Sau giờ học, Mob đến tìm Reagan và được xem thức phim về tên Minh Chủ. Thấy cô trò hơi suy, anh thầy an ủi luôn: thôi mất keo này, ta bày keo khác, khối cách kiếm rồi, khỏi phải lo. Mà muốn an tâm kiếm tiền thì phải giải quyết vụ này cái đã. Reagan đã cho Mob xem những hình ảnh về các công trình bị thần thụ xâm lấn. Mối nguy này ngày càng lan rộng, nếu không ngăn chặn thì hậu quả sẽ khôn lường. Vậy nên họ phải ra ngay và chóng, vì dù sao cái cây kia cũng là tác phẩm của Mob. Trong khi ấy, trên đường phố, các sản phẩm liên quan đến thần thụ được phân phát miễn phí đến người dân. Người người nhà nhà ai cũng mê những chế phẩm này, nhưng họ không biết rằng ẩn trong đó là một sức mạnh tẩy não ghê gớm. Teruki cũng được tặng một hộp bánh làm từ nguyên liệu này. Sau khi cậu thẩm một miếng bánh từ bột thần thụ, cậu nhận ra ngay vấn đề từ nó, nên lập tức đến thần thụ để giải quyết vấn đề ngay còn kịp. Nhưng đòn tấn công của cậu đã bị vô hiệu, thậm chí còn bị bắt vào bên trong. Đối mặt với tên Minh Chủ, Teruki thêm lần nữa bị tẩy não. Nhờ ý chí của Teruki vẫn còn cao nên đã kịp thời thoát ra, mà lao đến động tay động chân ngay với tên Minh Chủ, khiến gã nằm dí trên thân thần thụ nhưng không xi nhê. Thêm lần nữa hắn chơi trò tẩy não, nhưng Teruki giờ đã có miễn dịch nên là vô sự. Thậm chí cậu còn hóa tăng duy tân, cắt vụn tên Minh Chủ thành nhiều mảnh. Dĩ nhiên đó chưa phải hồi kết. Teruki sau một hồi chật vật cuối cùng cũng nhận ra danh tính thật của tên Minh Chủ. Còn ai trồng khoai đất này ngoài má lúm? Vong Xanh Lá đã hấp thụ sức mạnh của thần thụ để trở thành thần linh chi phối vạn vật. Với khả năng của Teruki hiện tại thì rất khó để thắng trước má lúm phiên bản full mana. Trở lại với cuộc thanh trừng của thầy trò Mob, vì sức của Mob không đủ để nhổ thần thụ nên đã gọi thêm Ritsu đi theo. Nhưng họ không ngờ rằng sau khi ăn một cái kẹo từ thần thụ, Ritsu đưa hai thầy trò đến cơ sở của giáo phái đầu nấm nhằm thuyết phục cả hai tham gia. Nhận ra tình hình đã căng, hai thầy trò ba chân bốn cẳng chạy trốn. Reagan cũng nhận ra nguyên nhân từ những chế phẩm từ thần thụ. Tình hình càng căng thẳng hơn khi mọi người trong thành phố đều đã dính. Giờ chỉ còn cách đánh bại tên Minh Chủ thì mới mong giải hết bùa phép này. Trên đường đến thần thụ, Reagan có biểu hiện lạ lắm. Anh quay sang thuyết phục Mob dừng việc chống cự lại. Nghe xong mấy lời đó, đầu nấm bắt đầu nghi ngờ thầy mình cũng đã dính chưởng. Cho đến khi Reagan làm hành động giống những người khác, Mob khỏi nghi ngờ nữa mà sang khẳng định chặt tất cả mọi người đều đã bị chi phối. Mob buộc phải ra tay thanh trừng một mình. Khi đến nơi, cậu được tất cả tín đồ tôn vinh với danh hiệu Hokage đầu nấm đệ nhất. Nhưng điều ấy không làm Mob chùn chân. Suốt thời gian Mob đi vào, má lúm không ngừng thuyết phục cậu làm con nhang đệ tử của thần thụ. Mob say ứ không ừ. Má lúm đưa thêm một offer nữa cho Mob với 50% cổ phần trong giáo phái.
cả hai sẽ cùng nhau thống lĩnh. Ông ta hiểu rằng một khi có cu cậu này làm đồng minh, giáo phái đầu nấm sẽ bành trướng, chẳng mấy chốc thế giới sẽ nằm trong tay họ mà thôi. Bạn bè, người thân, những người khác đều đã bị chi phối. Nếu Mob cứ cố chấp thì cuộc đời cậu sẽ mãi trong đáy vực cô độc. Mặc cho Ma Lúm thuyết phục, Mob vẫn nhất nhất rằng ông đã sai. Cậu yêu cầu Vong xa lánh trả tự do cho mọi người. Nếu không đừng trách Mob thủ hạ không lưu tình. Trong bầu không khí căng thẳng ấy, Teruki sau khi được Mob cứu khỏi thần thụ đột ngột quay sang ủng hộ Ma Lúm mà thuyết phục Mob. Ma Lúm cũng đá thêm vào, này thì nói lầm nói lốn, Mob đã lên cơn quạo thật sự. Thấy cu bạn cứng quá, Teruki bèn ra tay trước. Sau một hồi nỗ lực, cậu cũng chẳng làm gì được hơn mà cam chịu để Mob khống chế. Nhưng Ma Lúm đã can dự vào, búp một lượng lớn linh lực cho đầu vàng, giúp cậu ta trở lại bằng một đòn tấn công khủng khiếp, khiến cho Mob bị thụt hố. Ở đâu đó đầu nấm bị rễ của thần thụ giở trò tẩy não. Nhưng nhờ lý trí cao mà cậu không bị nuốt chừng, Mob bật chế độ phản kháng, thổi bay cả Teruki ra ngoài. Giờ chỉ còn Mob và Ma Lúm thượng đài, Vong xa lánh kết hợp mộc độn với phân thân chi thuật để bắt lấy Mob. Đầu nấm vẫn như mọi khi, đối tấn đến đâu cậu trả x10 đến đấy. Nhưng điều đó không kéo dài được lâu, Mob đang cá đuối dần do bị thần thụ hút dần linh lực. Sau khi khống chế được Mob, Ma Lúm bắt đầu hiện nguyên hình, tưởng làm được cái gì ghê gớm lắm. Ai dè Ma Lúm lôi crush của Mob ra để thuyết phục. Cái giá phải trả cho sự ngu dốt này là một combo tẩm quất massage toàn thân, không trượt phát nào, hết chịu đựng nổi. Ma Lúm kích hoạt chế độ full body rồi chuyển sang dạng super Arklingon để chiến một trận song phẳng với Mob. Với sức mạnh mới, Ma Lúm đã có màn chào sân ấn tượng nó phết, với combo đòn khiến cho Mob không kịp trở tay thay quần áo. Ma Lúm hiểu rằng khứa đầu nấm không phải là bất bại, chỉ cần khiến linh lực của cậu ta về zero là mình sẽ win chặt. Nhưng có điều Mob càng đánh càng mạnh, tưởng như quả này Ma Lúm nguy to thì một sự cố xảy ra khiến cậu chuyển rẽ hướng. Khi Ma Lúm lao đến tấn công, đã vô tình thấy được chiếc áo mới mua của Mob, không kiềm chế mồm miệng. Ma Lúm chê chiếc áo như một sai lầm của tạo hóa, sộc tận óc vì bị chê. Cảm xúc của Mob dâng trào đến 100%, nhưng thay vì mất kiểm soát rồi thanh trừng Ma Lúm, cậu lại giải phóng toàn bộ ra ngoài. Mob cho rằng nói chuyện với Ma Lúm sức mạnh là thứ dư thừa, đặc biệt là với người mình tin tưởng. Ma Lúm là người duy nhất dám nói thật về chiếc áo, điều đó càng chứng minh tính chân thành của ông hơn. Ma Lúm không phải là ác linh nguy hiểm hay gì cả, chỉ là bị ngạo nghễ hơi quá mà thôi. Cái đấy thì ai cũng mắc phải. Chính Mob đã quá tự cao mà không thèm để ý đến Ma Lúm. Nếu như cậu biết thấu cảm nhiều hơn thì có lẽ cơ sự sẽ không ra nông nỗi này. Tuy mồm thì phủ định, nhưng Ma Lúm cũng phần nào đã ngộ ra. Đúng là với vị thế hiện tại, ông ta có thể chi phối cả thế giới, nhưng sao thấy méo được vui lắm. Kể từ lúc bám đít Mob, tuy nhiều lúc khó ưa thằng nhỏ này thật, nhưng nó lại như một người bạn, làm xóa tan dục vọng của ông ta. Khi hai người đã hiểu nhau, Ma Lúm quyết định giải tán đám đông, không có thần linh thần đẳng gì hết nữa. Mob giờ đã cạn mana nên Ma Lúm đã phải cõng đưa về. Điều ông Vong không lường trước được là sau khi thụ hưởng khối linh lực khổng lồ từ các tín đồ, thần thụ đã có ý niệm riêng. Giờ đây nó muốn Ma Lúm giao nộp Mob để làm phân bón nuôi cây. Dĩ nhiên là ông Vong đã từ chối. Sau khi đặt Mob xuống rồi tạo kết giới bảo vệ, Ma Lúm xắn tay áo giải quyết vấn đề mình gây ra. Với bộ kỹ năng sao chép được của Ma Lúm, thần thụ không ngừng xuất ra các bản thể từ nhỏ đến to tổng tấn công Ma Lúm. Tuy đã chống trả rất nhiệt tình, nhưng linh lực của ông thì dần bị bọn phân chấm hút. Trước tình thế đó, Ma Lúm quyết định đổi map lên không. Tuy đã nhiệt tình đánh đông giải bắc, nhưng sức của ông Vong đã cạn, mà địch lại đã nhung nhúc còn tấn công hiểm. Tình thế của Ma Lúm như đèn treo trước gió. Nhưng khi Mob tỉnh lại, trước mặt cậu vẫn là một Ma Lúm nguyên vẹn. Sau khi dốc hết tâm can để khen Mob, ông truyền vào tâm trí người bạn một mệnh lệnh để cậu có thể tự dùng sức mình mà ra ngoài, cố tỏ ra là mình ổn để Mob yên tâm. Thực tế Ma Lúm đã bị thương rất nặng, ông vẫn ở lại và tử chiến với thần thụ. Không ai biết điều gì đã xảy ra sau đó. Họ chỉ biết rằng cái cây khổng lồ đó đã bị nhổ cả gốc mà bay đi. Còn Mob biết rằng Ma Lúm sẽ không thể trở về được nữa. Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Mới thế mà Tome Kurata, chị trưởng của câu lạc bộ tâm linh, sắp phải ra trường. Trước khi câu lạc bộ này về miền thương nhớ, Tome đã tập hợp tất cả thành viên lại để đàm đạo những kỷ niệm xưa cũ. Tuy nhiên với đám này, câu lạc bộ tâm linh chỉ là chỗ ăn chơi, chứ có quần què gì đâu mà kỷ với trải niệm. Nghĩ mà suy, tuyến lệ của Tome bỗng rỉ nước. Với cô, nơi đây vô cùng đặc biệt, khi bản thân có thể chia sẻ ước mơ. Nếu mọi người đã không trân trọng như vậy thì khỏi đợi đến hết năm. Tome tuyên bố dẹp mẹ câu lạc bộ ấy đi. Cảm được nỗi lòng của chị trưởng, cả đội quyết định giúp cô hoàn thành tâm nguyện, giao tiếp với người ngoài hành tinh. Họ tìm đến gặp Mob để xem cậu có thể giúp được hay không. Vấn đề là đầu nấm không dành về thần giao cách cảm, nhưng Ritsu thì có quen với chuyên gia. Họ đến tìm anh em vuông tròn. Tuy nhiên cặp anh em hình học chỉ bắt được Bluetooth với nhau mà thôi. Có chăng thì họ chỉ phát tán được tiếng ồn khó chịu mà chỉ linh lực giả mới nghe được. Hên xui thì tìm được một người chuyên ngoại cảm, giờ hết cách. Cả nhóm đành phó mặc cho duyên phận vậy. Để mở rộng vùng phủ âm, Mob tình nguyện truyền thêm linh lực cho hai anh em. Sau khi nghi lễ bắt đầu được một lúc, có một khứa tên Takenaka bước vào, một thành viên đã ra đi của câu lạc bộ tâm linh. Để
để theo con đường banh nỉ. Ban đầu Takenaka chỉ nói lý do là mình muốn trốn tập nên xin nhờ Mông một lúc. Nhưng đến khi Mob giúp Vuông Tròn phát công thì khứa này mới lộ bản chất. Cậu ta vốn là một nhà ngoại cảm từ khi còn nhỏ. Takenaka có khả năng đọc suy nghĩ của mọi người và truyền tiếng nói của mình vào tâm trí của họ. Sau một thời gian khủng bố người khác bằng sức mạnh của mình, Takenaka đã chán nên đã học cách kiểm soát năng lực của mình. Lý do khiến cậu rời câu lạc bộ tâm linh là vì ở đây chỉ toàn lũ ăn chơi qua ngày, chứ không ai hứng thú với ngoại cảm cả. Tuy nhiên lần này đã khác. Mob cùng các thành viên đã thể hiện thành ý, khiến Takenaka mủi lòng mà chấp nhận giúp sức. Kế hoạch của cả nhóm là sẽ hẹn nhau rủ Tome đi săn UFO vào đêm giao thừa tại núi Dorofune. Với kinh nghiệm 10 năm tay lái yêu, Regen được nhờ làm tài xế. Hậu quả là cả bọn lạc mất lối cho người leo núi. Đã thế xe còn gặp vấn đề giữa đường, rồi lạc nhau, rồi mất phương hướng, rồi chán, rồi mệt, rồi quên sách niệm gọi UFO. Sau khi tam tai qua đi, Thái Lai đã đến. Cả bọn đã tìm được đường leo núi và lên đỉnh an toàn. Tưởng rằng đi cảnh vậy là xong, thì khứa Takenaka bắt đầu bày trận và chắp tay làm lễ. Lý do khiến cậu sáng nay đến muộn là bởi dành cả đêm để nghiên cứu cuốn sách Tome hay đọc, đến độ thuộc rau rau cả bài khấn. Mọi người bắt tay cùng nhau thực hiện, nhưng thực tế có làm bao nhiêu cũng vô ích, bởi tay tác giả cuốn sách vốn là kẻ lừa bịp. Nếu đã ra nông nỗi này, thôi thì chuyến đi này coi như là kỷ niệm, đánh dấu một thanh xuân đầy nỗ lực. Trong khi ai cũng chấp nhận sự thật, thì cu đầu nấm lại không. Mob quyết định dùng công lực cùng mọi người, thần giao cách cảm với người ngoài hành tinh. Tuy Mob đã có dấu hiệu thấm mệt, nhưng sự nỗ lực ấy đã thu được trái ngọt. Người ngoài hành tinh quả thực đã đến. Qua lời mời của họ, cả bọn có một chuyến du ngoạn ra ngoài vũ trụ, thậm chí kết mối giao hảo với chủng tộc ngoài vũ trụ thông qua những món quà chia tay. Không chỉ có những món quà, mà một cu trong hội còn được làm rể hành tinh kia. Trải qua dăm năm trải nghiệm tình cảm ở đó, khứa ấy đã được đưa trả về trái đất. Mỗi tội mọi ký ức ở đó đều tan biến. À, nói về tình yêu, hãy cùng đá qua câu chuyện của Mob. Từ thời thò lò mũi xanh, cu đầu nấm say như điếu đổ của bé crush, ước mơ được sánh đôi bên nàng luôn trực chờ trong trái tim của Mob. Mob ngỡ sắp được ở gần bên crush khi sắp chuyển lớp thì thầy giáo báo tin crush sắp chuyển trường, không thể để nàng rời đi như vậy. Mob quyết định phải ra tay ngay và chóng. Vốn dĩ mê nàng chẳng có lý do, nên Mob cũng chẳng biết tỏ tình sao cho mượt. Vậy nên cậu đi hỏi xung quanh xem thế nào. Tổ đội Zimmer với tư tưởng bắp to không lo chết đói, cứ tập là gái tự bâu. Đội tâm linh cho rằng Mob nên cắt tóc cho đổi vận, bởi đẹp trai thì mới có nhiều người yêu. Ichi thì nghĩ Mob nên xem xét cẩn trọng, tránh thành cu ngơ. Đến phiên Regen và O thì thôi loại, hai ông ế thì làm nên chó trống gì. Trên đường về, Mob gặp Teruki. Tuy trải qua ba mối tình nhưng khứa đầu vàng toàn được tán, chứ chưa từng phải đi cưa. Thôi thì theo quan điểm cá nhân, Teruki khuyên Mob quả đi trước là quả khôn, lên sẵn một bó hoa là ổn áp thôi. Tối hôm đó, bằng tất cả sự tự tin của mình, Mob đã gọi điện cho crush và thành công hẹn nàng gặp sau buổi học ngày mai. Nhưng ngày hôm sau, thành phố Gia Vị gặp biến cố lớn. Một con quái vật đột ngột xuất hiện, tàn phá mọi thứ nó đi qua. Sau khi hay tin, Teruki đã lập tức đến nơi con quái vật ấy đang di chuyển để ngăn chặn nó trước khi quá muộn. Teruki biết con quái vật đó, nhưng chưa kịp nói hết lời thì cậu đã bị trúng đòn văng xa tít mù khơi. Danh tính con quái vật đó chính là Mob đang ở trạng thái vô cực cảm xúc. Vòng lại vài phút trước khi mọi sự xảy ra, trên đường đến gặp Crush, trong một nỗ lực cứu một thằng nhóc, Mob đã bị ô tô cán. Mọi người cứ nghĩ rằng Mob đã ra đi, nhưng đó lại là lúc cậu bộc phát, để rồi trở thành một con quái vật như bây giờ. Thậm chí cậu còn sẵn sàng hạ thủ với bạn bè và những người vô tội chưa kịp di tản. Trước sức mạnh quá khủng khiếp này, Teruki chỉ có nước dùng hết sức bình sinh để kích hoạt skill mạnh nhất giới anime, gợi nhớ ký ức, nhằm bật công tắc Mob trong con quái vật kia. Và cậu đã phần nào thành công. Khi phần nhân đã thức tỉnh, dẫu chưa thể kiểm soát được phần xác, nhưng ít ra nó cũng đã ngừng dùng linh lực. Từ đó Teruki có thể dùng nốt sức tàn để cứu người khỏi đống gạch vụn. Nhưng vì quá lao lực nên Teruki đã lịm đi ngay sau đó. Mob lại tiếp tục hành trình di chuyển của mình để đối chọi với thảm họa cấp thần thế này. Chính phủ đã cho phép các linh lực gia hắc ám ra tay, nhưng kẻ duy nhất có thể làm nên chuyện chỉ có thể là tổng trưởng. Ngay khi chạm chân đến chiến trường, ông đã làm màn intro với combo đòn vật lý, nhưng tổng thiệt hại bằng không. Thậm chí nếu không nhanh chân thì ông đã nằm một đống rồi. Để trả đòn, tổng trưởng áp sát tấn công, nhưng cũng dễ dàng bị vô hiệu. Mob cho thấy bản thân ao trình hoàn toàn. Nếu không có thằng con show kịp ứng cứu, có khi tổng trưởng ăn chuối cả nải cũng nên. Không để hai bố con hàn huyên lâu, Mob liền ra đòn ngay lập tức. Tổng trưởng húp trọn đòn đó, nhờ thế mà ông đã nạp thêm không ít linh lực. Theo kế hoạch, hai bố con sẽ cố gắng câu giờ để Mob thoát hết linh lực ra. Thế là win dễ. Hai bố con luân phiên tấn công, kẻ trước người sau nhịp nhàng, khiến Mob một phen bay giữa ngân hà, dằn thêm cho chắc. Hai bố con hợp lực tung một đòn kame,
trực diện về phía đầu nấm. Tưởng rằng đã gây ít nhiều thiệt hại nhưng không, Mob chén sạch. Shaw vội lao tới tăng thêm áp lực nhưng bị đầu nấm nhìn ra mà ra chiêu trước. Và khoảnh khắc đó, tổng trưởng đã lấy thân mình ra che cho cu con. Giờ mà Mob ra cú kết thì đời hai cha con cô lịu luôn. Bất ngờ đầu nấm lại có phản ứng, phần hồn trong cậu đang đấu tranh giành lại quyền kiểm soát cơ thể. Tổng trưởng muốn tận dụng lúc này để lấy thân mình làm vật chứa, hút cạn sức mạnh của Mob, tương tự như cái cách khứa đầu nấm từng làm. Shaw kịch liệt phản đối, nhưng đây là cách tốt nhất để tổng trưởng có thể bảo vệ gia đình mình và trả giá cho những tội ác của bản thân. Nhưng khi đối mặt với việc gia đình ông sẽ mất đi người chồng, người cha, ông lại không đành lòng, nên đành hèn nhát lần này mà rời đi cùng con trai. Mob lại tiếp tục hành trình tại trường học. Ritsu đã cảm nhận được anh trai có biến, liền khẩn trương chạy đến hiện trường. Chính cậu là người đã chứng kiến sự thay đổi của Mob sau lần bạo phát đầu tiên. Từ một cậu bé thoải mái biểu lộ cảm xúc, dần trở thành một người chỉ biết che giấu. Giờ đây người anh cảm xúc đã trỗi dậy, hai bản chung gốc rễ giờ đã dung hợp, không thể lường trước được điều đáng sợ gì sẽ xảy ra. Và rồi hai anh em đã chạm mặt, tuy bề ngoài quái vật, nhưng Ritsu vẫn tin rằng anh trai sẽ không làm hại mình, nên rất tự tin két quắc thắng đến. Mà không biết ở bên trong, Mob liên tục cầu xin cậu dừng lại, nếu lỡ có bề gì thì hết cứu hẳn. Thôi khỏi nếu, con quái vật sử dụng linh lực trói buộc Ritsu. Mob đã cố gắng hết sức kiểm soát cơ thể, nhưng hoàn toàn bất lực. Nếu như giờ Ritsu có bề gì thì có lẽ Mob sẽ ân hận cả đời. Nhưng trong khoảnh khắc nguy ngập ấy, Ritsu bất ngờ bộc phát 100% sức mạnh. Khao khát được tâm sự với anh trai đã kích thích cảm xúc của cậu. Chỉ cần phá hủy bó hoa Mob cầm là Ritsu sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng chuyện đâu có dễ như vậy, nhất là khi phải đối đầu với Mob dạng quái vật. Cậu đã cố gắng hết sức nhưng cũng vô vọng. Sau cùng thì Ritsu vẫn bị đánh bại, chỉ là cậu ít thương tích hơn so với người khác mà thôi. Bên trong Mob hiện tại là sự va chạm giữa hai bản thể, giữa Mob và Shigeo. Shigeo luôn khao khát sống tự do, và giờ đây cậu ta đã được thỏa mãn. Chính cảm xúc mãnh liệt được gặp Crush khi bị tai nạn của Mob đã bộc phát khiến Shigeo thức tỉnh. Và sau biến này qua đi, Mob sẽ biến mất và Shigeo sẽ lên thay. Tuy bản thân dần tàn, nhưng Mob vẫn cho rằng khi ở trong bộ dạng này, Crush sẽ chê. Còn đối với Shigeo, đây mới là bản chất để kiểm chứng cô gái kia. Chỉ vì Crush hết hứng thú với siêu năng mà Mob đã tự vứt bỏ sức mạnh của mình. Tuy thay đổi vì người mình thích là không sai, nhưng tại sao phải làm như vậy? Sở dĩ họ thích Crush chỉ đơn giản vì trong một thế giới chối bỏ, cô ấy chấp nhận sức mạnh này của họ. Mob không thực sự yêu Crush, mà kẻ đó là Shigeo. Ngay cả ông thầy Reigen đang bám đuôi họ kia, Shigeo biết anh là kẻ lừa đảo, lợi dụng trẻ vị thành niên. Chỉ có Mob là luôn kìm nén sự thật đó, nhưng với Shigeo thì không. Sau bao nỗ lực, Reigen đã đuổi kịp cú trò, nhưng đó chỉ là phần xác. Mob đã biến mất, Shigeo chính thức kiểm soát cơ thể và tạo ra một cơn bão lớn hơn, cuốn phăng Reigen bay tứ phía lung tung. Anh thầy tưởng đã đến cực hạn, nhưng do không từ bỏ, Reigen vẫn ngoan cố để chạm đến cu trò nhỏ. Nhạc nền đã nổi, những dòng ký ức bắt đầu chảy ngược. Khoảng cách là rất gần rồi, nhưng Shigeo say đéo nít, sức cùng lực kiệt rồi, nghỉ thôi Reigen. Nhưng anh thầy ngoan cố vờ lờ, thậm chí còn chặn đòn của Shigeo bằng tay không. Kể cả khi bonus thêm linh lực cũng chẳng xi nhê, bởi hiện tại Reigen đã được một nhân tố bảo kê. Bất ngờ chưa ông bạn già? Má Lúm gửi lời chào trân trọng nhất. Ok, đã khống chế tạm thời đòn đánh. Giờ Má Lúm chuyển mic cho Reigen thông não, nhưng Reigen muốn phòng riêng tư nên bảo Má Lúm ra ngoài chơi. Reigen thừa nhận bản thân chẳng có cái vẹo gì cả. Ngay từ đầu anh chỉ là một khứa lừa đảo. Kể từ lần đầu gặp Mob, biết cậu vốn nhiều vấn đề nên đã dựa vào đó để chi phối, lợi dụng cậu. Cư xử cứ như là sư phụ thật vậy. Để kết thúc lời thú tội ngọt ngào, Reigen muốn học trò biết rằng con người ai cũng có hai mặt cả, ở mỗi mặt đều có những điểm tốt và xấu. Chẳng phải nhờ cái mặt lừa bịp của Reigen đã đưa số mệnh của hai thầy trò va vào nhau hay sao? Chính những lời nói đó của anh thầy đã tác động đến Mob và Shigeo. Hai phần linh hồn sẽ hòa hợp lại để trở thành Kageyama Mob Shigeo 100% nguyên chất. Thanh niên đầu nấm đã trở lại, và giờ là lúc đi tỏ tình. Sau một hồi Má Lúm và Reigen đợi kết quả, không nằm ngoài dự đoán, Mob đã bị từ chối. Thậm chí Crush còn không coi Mob là bạn khác giới. Nhưng giờ cậu đã không còn cười cho qua nữa, mà cậu đã khóc. Cứ khóc cho đã đi, rồi chuẩn bị lo sửa sang lại cả thành phố là được. Một thời gian sau đó, mọi thứ quay trở lại về với vòng xoay của nó. Mọi người đều có lối đi riêng và thành công với những dự định của mình. Alo alo, kính thưa các viewer yêu quý, tôi biết cuộc sống vốn dĩ rất nhiều thứ khó khăn khiến chúng ta muốn từ bỏ, nhưng đừng tiêu cực quá nhé. Hãy tìm đến tích cực, mà không tìm được thì hãy vào page Facebook này này. Tên của nó là Phim Này Hay Phết, chuyên bàn luận về phim, meme phim hay là tìm phim. Hãy vào đăng ký ngay để trở thành phết con, 100% sẽ vui. Nếu mà không vui là do anh vịt, còn tôi quằn quại. Xin chào và hẹn gặp lại.